Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị. Và như ta vẫn nói, khách hàng là thượng đế. Trong 3-4 video trước thì mình có thử nghiệm là có thêm giọng nữ vào trong những cái câu chuyện ma của mình, nhưng mà dường như là anh em không thích cái sự thay đổi này. Thế nên là khách hàng là thượng đế, và người xem cũng như các bạn thì là gia đình của mình. Chắc chắn là mình sẽ luôn tôn trọng ý kiến của các bạn. Vì thế nên là từ câu chuyện này trở đi thì chúng ta sẽ quay trở lại cái mô típ thông thường. Đấy là chỉ mình solo từ đầu đến cuối mà thôi. Mặc dù là mọi chuyện nó cũng hơi buồn một chút, vì mình có vợ mình đọc thì nó vui hơn, công nhận là như thế. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của các bạn quý khán thính giả. Dông dài thế là đủ rồi. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, có lẽ là chúng ta đến với quá nhiều những cái câu chuyện mà phú hộ rồi ông hội đồng rồi bắt con gái nhà lành, và cái cô gái đó trở thành một oan hồn quay trở lại ám ảnh tất cả mọi thứ. Hôm nay thì cũng là một cái câu chuyện như thế. Mình cũng xin phép được nói thật là cái câu chuyện nội dung thì nó chỉ có thế thôi. Nhưng câu chuyện này là của tác giả Ma Bóng, một tác giả mới tinh và độc quyền ở trên kênh Đảo Kinh Dị. Mình đã đọc qua câu chuyện này rồi. Cái nội dung thì nó là như thế đấy. Nhưng mà khi đọc rồi thì chắc chắn là cái trí não và cái tinh thần của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì cái cách viết, cái sự chi tiết tẩm lậu và những cái tình tiết xảy ra cho cái cô gái xinh đẹp trong chuyện thì chắc chắn là nó không khác thì một cuốn phim hành động, một cuốn phim tâm lý nặng nề, mà sẽ khiến bạn phải đau đớn, tủi nhục, thậm chí là khốn cùng, và đến cuối cùng thì là thỏa thuê với chính những nhân vật ở trong chuyện. Đây là một câu chuyện cực kỳ hay, nhưng mà cũng vô cùng là nặng đô. Thế nên là mình có một lưu ý là nếu mà những cái bạn đang còn nhỏ tuổi ấy, hoặc là những bạn mà có thần kinh yếu, thì phải cân nhắc thật là kỹ trước khi mà đón nghe, đón xem câu chuyện này. Và bây giờ giới thiệu thế là đủ rồi, không dông dài để các bạn đợi lâu thêm nữa. Kính mời các bạn đến với Chuyện Ma Dân Gian Làng Quê Việt Nam, Nghiệt Ngã. Vẫn như mọi ngày, có một lão già dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, lại mang trâu ra bãi cỏ đầu làng mà chăn. Lão năm nay đã ở cái tuổi lục tuần, đáng lẽ ở cái tuổi này phải được quây quần bên con cháu mà an vui tuổi già. Nhưng mà lão thì vẫn phải đi làm thuê cho gia đình nhà người ta mà để kiếm miếng cơm nuôi vợ nuôi con sống qua ngày. Lão làm thuê cho gia đình một cái nhà phú hộ trong làng. Ở cái thời buổi loạn lạc thế này thì kiếm cái bỏ vào mồm cũng khó, nên chỉ còn cách đi làm thuê làm mướn để có tiền mà đong gạo kiếm cái ăn. Vừa đi, lão vừa quất mạnh vào lưng mấy con trâu để bọn chúng đi nhanh hơn và gọn vào một bên lề đường. Trâu, trâu, đi gọn vào nào. Ô hay, sao cứ đi chìa ra đường thế kia. Đi mãi thì cũng đến được bãi đất rộng, lão liền để trâu tha hồ mà gặm cỏ trên cái mảnh đất ấy. Còn lão thì ngồi dựa lưng vào gốc cây trên một cái ụ đất nho nhỏ nhô lên ở giữa bãi đất mà ngủ gật. Cứ thế từ sáng cho đến chiều, lão lại bắt đầu lùa trâu về nhà phú hộ trong làng, gia đình mà lão đang phải làm thuê. Tập hợp được cái đám trâu lại một chỗ, lão ấy mới bắt đầu kiểm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi chết rồi, sao lại thiếu mất một con trâu thế này, trời ơi. Lão đếm đi đếm lại thì phát hiện ra là thiếu mất một con. Phải biết rằng thời kỳ này một con trâu có lẽ còn đáng giá hơn cả mạng người, nhất là đối với tầng lớp thất hèn như ông. Mất con trâu này coi như sức lao động của ông cả đời này cũng không tài nào mà bù đắp cho nổi. Trời ơi là trời, mất trâu thì nhà nó giết tôi mất, ông trời ơi. Lão già liền gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc. Lão khóc mãi thôi. Ngẩng đầu lên thì thấy trời đã chập choạng tối, lão đành nuốt nước mắt vào trong mà dắt đàn trâu quay trở về nhà phú hộ. Thằng Xỉu, tên gia đình thân cận nhất của lão phú, thấy thiếu mất một con trâu, hắn ta mới quát lên. Cái thằng già sinh kia, sao thiếu mất một con rồi thế này? Thì ra lão già chăn trâu tên là Sinh. Lão Sinh vừa mới nghe xong, mặt mũi tái mét mà cúi đầu, hai tay chắp vào nhau, giọng run rẩy đáp. Bẩm ông, con đi chăn trâu, không may mất một con. Ông tha cho con với ạ, con xin ông mà.
tên xỉu mới ra vẻ trịch thượng của một kẻ bề trên. Hắn quát to: "À, cái thằng già là mất trâu nhà cụ à? Mày chết, tội mày to rồi. Thằng già cứ đứng yên đó, tao vào bẩm với cụ Phú để cụ dóc xương mày ra." Lão Sinh nghe xong câu nói của thằng xỉu, ngay lập tức mà quỳ sụp xuống, run rẩy đến nỗi mắt cũng không dám ngước lên nhìn. Khoảng chừng đâu đó 5 phút sau, một dáng người to béo ì ạch chống cái gậy gỗ mà bước ra từ cánh cửa. Thấy lão Sinh đang quỳ xuống dập đầu chào, hắn mới liền quát lên: "Tiền sư, cái nhà thằng Sinh kìa, có còn trâu mày cũng làm mất của nhà ông. Mày có tin ông dóc xương mày ra cho chó nó gặm không?" Lão Sinh thì vẫn đang quỳ rạp dưới sàn, đầu ngước lên một chút rồi run run mà đáp: Bẩm ông, từ giờ con xin làm trâu làm ngựa làm thê cho bên gia đình ông đến hết cuộc đời. Con xin ông tha cho con." Chưa kịp nghe hết câu của lão Sinh, ông phú hộ đã đập bàn mà nói: "Tao mang cái thằng già gần chết như mày về làm cái gì? Chỉ tổ tốn cơm gạo khoai lúa nhà ông. Mà tao nghe nói nhà mày có đứa con gái xinh lắm phỏng. Hay là mày cứ mang nó qua đây, ông xem rồi ông miễn cho cái tội chết đó." Tay hắn về về cái rìa mép mà cười lên khoái chí. Lão Sinh nghe thấy vậy mới giật thót cả mình, lão chắp tay dập đầu, miệng thì lắp bắp xin: Bẩm ông tha cho con của con, nó còn trẻ người non dạ. Con xin ông mà, ông tha cho con xin làm trâu làm ngựa cho nhà ông, con xin ông." Mặt lão Sinh khi này đỏ hòn cả lên, lão rất là sợ. Thà rằng là lão chết, chứ không thể nào giao con gái của lão cho phú hộ được, vì lão biết hắn ta là người như thế nào. "Thằng xỉu, mày lôi giấy bút ra đây, rồi viết cho ông ta một cái tờ khế ước, ghi rõ là cả cái mảnh đất của nhà lão Sình và cả con gái lão tà đó, tao mua với giá 40 đồng. Thằng xỉu lấy giấy bút viết ngay. Ông Sinh thì vẫn còn run rẩy giọng mà nói: Bẩm ông, con xin gán mảnh đất thôi được không ạ? Con gái con nó còn nhỏ dại mà, xin ông tha cho cháu." Thằng xỉu đang viết, nó mới quát lên: "Mẹ mày, cái đám dân đen chúng mày khác gì đám cỏ rác. Hôm qua vừa có con mẹ nó bán cả đàn chó với đứa con gái 7 tuổi, được có 6 đồng đóng thuế đinh nữa. Ngày phú hộ ra giá 40 đồng, bằng đúng với giá mà con trầu là đã nể mặt mày là bố của con nương. May mắn được ngày phú nhắm đến nữa. Mày còn không biết điều ở cái thằng." Nói xong, thằng xỉu liền đưa tờ văn tự bán con và cả mảnh đất cho lão Sinh. Lão nhận cái tờ văn tự mà nước mắt đã thấm đẫm từng dòng chữ từ bao giờ. Từng cái giọt nước mắt cứ rơi xuống thấm vào tờ văn tự. Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong lão. Lão nhấn tay vào nghiên mực và điểm chỉ ngay. Phú hộ thấy việc đã thành rồi, hắn cười khằng khặc, rồi hẹn là sẽ sớm qua mà rước dâu. Xong xuôi thì vẫy tay ra hiệu cho thằng xỉu đuổi lão Sinh về. Cánh cửa cổng vừa đóng lại, lão Sinh chạy bạt mạng về nhà. Đường thì nhiều sỏi đá, lại còn đi chân đất. Lão cứ chạy mãi, kể cả là bị các viên đá nhọn đâm xước lòng bàn chân, thì lão vẫn cứ chạy. Đúng là khi mà sợ hãi, thì con người ta có thể làm mọi điều mà ngày thường họ không nghĩ tới hoặc không thể nào làm được. Về đến nhà thì lão mới hét toáng lên gọi vợ: "Bà, cái bà sự đâu? Con nương đâu? Ra đây tôi bảo nhà gặp họa lớn rồi, nhanh! Bà Sự và cái nương vẫn đang trong bếp, nghe tiếng lão Sinh, cả hai người liền vội chạy ra. Ông Sinh khi thấy hai mẹ con xuất hiện trước mắt, không nhịn được mà ôm chầm lấy cả hai người. Một lúc sau lão mới bỏ ra, tay cầm cái vạt áo màu nâu, được chắp vá lại từ những mảnh vải, đưa lên mặt mà lau nhẹm đi hai hàng nước mắt. Bà Sự và nương thấy vậy cũng hoảng loạn mà hỏi ông: Sao có cái chuyện gì thế hả thầy? Sao thế ông? Có chuyện gì thì ông nói đi xem nào. Ông Sinh vừa lau hai hàng nước mắt, bèn thuật hết lại mọi chuyện. Từng cái tiếng nấc nhẹ cất lên, cô nương nghe thấy như chết lặng.
Bà Sự thì không kìm nổi được những cái dòng nước mắt. Bà vừa khóc vừa bảo chồng: Ông ơi, thôi thì chuyện đã đành, có lẽ ta phải bỏ xứ mà đi thôi ông ạ. Ở lại nơi này thì tính mạng con mình sẽ nguy hiểm mất. Cả cái tổng, ai chẳng biết lão vô nổi tiếng dâm dê đê tiện, hắn hãm hiếp bất kể là ai, dù là người có họ hàng với hắn. Cả những người đã có chồng hắn cũng chẳng tha, kể cả cái con Lan, em của thằng xỉu đó, đáng tuổi con cháu mà hắn cũng không tha kìa. Giờ con gái mình mà rơi vào tay lão thì có khi khác gì là chết đâu ông ơi. Ông Sinh mới nghe vợ nói vậy thì đáp ngay: Tôi cũng đang nghĩ thế đây bà ơi. Cả nhà ta chắc phải bỏ đi thôi. Nương, con vào chuẩn bị đồ đạc đi, rồi còn đi nơi khác nữa. Thấy nương lưỡng lự, ông Sinh mới giật mình lên mà quát: Nương, sao mặt mày lại đắn đo thế như thế hả? Chẳng lẽ mày tính qua bên đó mà hầu hạ lão già đê tiện đó à? Con muốn đưa cả anh Hùng đi cùng thầy U ạ. Dù gì bọn con cũng có hẹn ước với nhau, anh ấy thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, con mong thầy U cho phép được đưa anh Hùng cùng đi với gia đình nhà mình ạ. Hai ông bà như chết sững rồi quay ra mà khuyên can con của mình, nhưng mãi cũng không được. Nên sau một hồi suy nghĩ, hai vợ chồng ông bà Sinh Sự cũng đành đồng ý cho nương đi qua gọi Hùng. Mãi chẳng thấy nương về, ông bà trong lòng bắt đầu đâm ra lo lắng. Được một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng người rầm rập đi đến. Ông Sinh nghĩ là con gái về rồi, mừng thầm trong lòng rồi chạy ra hiên nhà mà nhìn với ra ngoài. Thì ông Sinh như chết khựng lại. Trước mặt ông là một toán người, độ khoảng 10 người, áp giải hai người nữa đang đi đến nhà ông bà. Ông nheo nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là nương và Hùng. Đôi vợ chồng già thấy vậy liền chạy nhanh ra, quỳ sụp xuống đất mà xin. Trước mặt hai người khi này là thằng Thân ở gia đình nhà Phú Hộ, đang cầm theo sợi dây mà kéo, cùng với mấy thằng thanh niên, tay thì lăm lăm cây hẻo. Ông Sinh tái mặt vội dập đầu lại sống thằng Thân, còn bà Sự đã dập đến nỗi những viên sỏi nhỏ sắc lẹm thì cứa vào trán của bà. Từ hai khóe, nước mắt của bà đã từ bao giờ chảy ra ràn rụa ướt đẫm cả mặt. Con xin ông tha cho con của con. Con xin ông, con van ông, con lạy ông. Thằng Thân thấy vậy thì lại chẳng hề thương cho hai người già, trái lại nó còn nhếch mép cười mà quát: Cút hết. Cái tội của chúng mày là cái tội đáng chặt đầu. Đã điểm chỉ bán đất với con gái rồi mà con định bỏ trốn à? Gan chúng mày cũng to nha. Về nhà rồi chúng mày biết tay với ngài Phú Hộ đó. Vừa dứt câu, thằng Thân liền quay đầu ra sau mà quát bọn lính: Con mẹ chúng mày, con dương mắt chó lên mà nhìn tao đó. Chói gô hai đứa quạ già kia nữa lại cho tao, rồi đem hết cái bọn rác rưởi này đến cho ngài Phú Hộ để ngài xử tội. Nói xong, bọn lính dây quyền chỉ còn biết sợ hãi mà chạy đến chói đem cả ông Sinh và cái bà Sự lại. Cả đám sau khi trói xong thì bắt đầu tiến trở về nhà Phú Hộ. Cứ thế cái đám đó bắt đầu hướng tới nhà Phú Hộ mà đi. Đường đi thì khúc khuỷu nhấp nhô, làm lộ ra cái bầu ngực căng tròn, trắng bóc, ẩn hiện sau lớp áo rách do xô xát về đám gia đình trong lúc chạy trốn của cô nương. Mấy thằng gia đình chúng nó mới to nhỏ với nhau: Con nương nó đẹp thật, đẫy đà quá mày ơi. Nãy đuổi theo giật mạnh cái áo nó là có lý do đó mày. Nhìn cái áo nó phấp phới kìa. Giờ cho ngủ với nó một lần thì chết tao cũng cam lòng nha. Thằng kia mới quát lại: Mẹ cái thằng ngu, đồ này đồ cúng đấy, chưa ngửi thôi chứ không có ăn được đâu. Mày lén phén là cả nhà mày bị chặt đầu đó ngàn. tao nói thế thôi, nhưng mà nó ngon thật mà. Cứ thế thì chẳng mấy chốc, cả đám người đã kéo về đến sân nhà của lão Phú Hộ. Về đến nơi thì thằng Thân mới chạy vào trong nhà mà gọi lão Phú Hộ ra. Một lát sau, lão ta từ trong cánh cửa bước ra, di chuyển về phía trước chõng đặt ở giữa sân. Do là hắn bị trĩ nên không thể nào ngồi ghế được. Vừa nằm hắn vừa nhìn về phía gia đình nhà lão Sinh,
nhếch mép rồi vớt bộ ria hai bên mà cười. Chúng mày gan nhỉ, đã điểm chỉ văn tự bán còn bán đất mà còn dám bỏ trốn à? Mày nghĩ đường đường là phú hộ như tao thì ngu lắm đó hả? Lão Sinh nghe vậy mà quỳ rạp xuống. Tay lão thì bị trói rồi, nhưng mà đầu thì vẫn liên tục đập. Lão run run đáp: Bẩm ông làm ơn làm phước tha cho nhà con. Con xin ông để tình con làm công cho nhà ông được mấy mươi năm. Con xin gán mảnh đất để bù tiền cho ông. Gán à? Gán để tế sư cha nhà mày lên à? Châu của nhà ông là châu vàng châu bạc, mảnh đất nhà mày bé tí như cái chuồng lợn nát nhà ông đó. Mày muốn ông lấy về xây thêm cái chuồng nữa phòng? Con lạy ông mà, con xin ông tha mạng. Không có lôi thôi gì. Thằng thân, mày đem cả nhà nó ra đánh ba mươi roi cho tao. Còn con nương ấy, thì bảo mấy đứa hầu nữ tắm rửa, đưa vào phòng để tao còn ban thưởng. Rõ chưa? Dạ, bẩm ông đi làm ngay đó. Ờ, đi đi. Rồi hắn lại nhếch mép lên mà cười. Nương nghe thấy vậy thì lúi húi mà ngước đầu lên, vừa chắp tay vừa nói: Bẩm ông, thân thể thầy u con gầy yếu đến như vậy, không thể nào chịu được ba mấy cái đòn roi đâu ạ. Con xin ông tha cho thầy u con và cả anh Hùng nữa. Con sẽ làm tất cả mọi thứ theo ý ông. Con xin ông tha cho họ ạ. Nói đến đây, cái khuôn mặt khiến cho bao nhiêu chàng trai mê mẩn đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Tiếng tu tít của nương cất lên, nàng đưa vạt áo lên mà lau đi những cái giọt nước mắt uất hận. Từ trên chiếc chõng cao, lão phu hộ thấy bầu ngực căng tròn lấp ló sau chiếc áo rách dưới, không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Lão nói với giọng của một lão già dâm dê đê tiện: Thôi được rồi, ta sẽ chiều theo ý nàng tất mà, miễn là nàng theo ý ta. Rồi lão quay mặt về phía thằng thân mà nói: Mày mang mấy cái đứa kia về nhà sau, cho bọn nó ăn uống đầy đủ, rồi khóa cửa lại cho tao. Ông bây giờ còn có phải có việc đó, với cả cô nương đây rồi. Vâng, có làm ngay đó ạ. Rồi thằng này cùng với mấy thằng gia đình bắt tay luôn vào công việc. Nói xong, lão phu hộ liền giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho mấy cái đứa hầu nữ, đứa đang cầm quạt, đứa đang đấm bóp cho lão, bèn đứng dậy dùng tay giúp lão đứng dậy. Rồi lão mới ì ạch chống gậy từ từ bước vào trong gian nhà với cái sự khó nhọc. Gần tới cửa thì lão mới quay về phía của nương mà nói vọng ra: Nàng đứng dậy đi, để mấy đứa hầu đưa nàng vào đi tắm, xong ta với nàng cùng nhau vui vẻ nha. Rồi hắn cười lên sung sướng. Chợt lão phu hộ lại đánh mắt quay sang mà thấy được rằng Hùng, người yêu của nương, đang nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nãy giờ Hùng đã giấu cái sự nóng giận của mình. Anh sợ rằng nếu mình tức giận lên thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nương và cả gia đình cô nữa. Nhưng làm sao có thể giấu được ánh mắt căm phẫn đến tột cùng kia chứ? Nhất là đối với kẻ hay dựa vào mặt kẻ trên mà nịnh nọt như cái lão phú hộ. Thấy Hùng như vậy thì lão ta mới đắc ý: Ôi chà 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 chà, sao cái ánh mắt kia có vẻ căm phẫn đến thế? Ôi chà 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 chà, sao cái ánh mắt kia có vẻ căm phẫn quá ta? Chỉ là tao thử người yêu mày thôi mà. Mắt Hùng long lên sòng sọc, hằn lên những cái tia máu đỏ, răng nghiến vào nhau mà nói: Mẹ mày cái thằng chó đẻ, mày là cái loại súc sinh chứ không phải là người. Nghe đến vậy, lão phú hộ liền chống gậy từ từ đi tới chỗ nương. Khi đến nơi, lão quay sang nhìn Hùng rồi cười lên khẳng khặc:
Đột nhiên lão dùng tay kéo thật mạnh áo của nương sang hai phía. Chiếc áo thì vốn đã rách dưới mục nát, giờ thêm một cái lực kéo rất là mạnh nữa, liền rách ra làm đôi. Đằng sau lớp áo đó là bầu ngực căng tròn, tràn đầy nhựa sống của nương. Lão phú hộ thoăn thoắt đưa hai bàn tay dơ bẩn vào mà mân mà mê, mà bóp mà xéo. Chưa dừng lại, hắn còn đưa phần đầu của mình sát vào phần ngực của nương mà ngửi lấy ngửi để, mà hít mà hà. Rồi quay sang nhìn Hùng mới nói: Ôi trời ơi, tao là tao tốt bụng lắm mà, tao còn phải tự tay đo áo mới cho người yêu mày đây này. Khổ nỗi nhà tao không có thước, phải đo bằng chính cái bàn tay tao thì mới chuẩn được. Rồi lão nhếch mép lên cười. Nương bất lực khóc lên trong tủi nhục. Cô muốn phản kháng nhưng mà chẳng thể nào làm gì được. Bởi nếu làm phật ý của lão ta, e rằng mạng sống của gia đình cô sẽ liên lụy mất. Còn Hùng, chứng kiến cảnh người yêu mình đang từng bước hiến dâng thân thể cho một tên cường hào đê tiện, anh giờ đây đã không thể nào kìm nén được nữa rồi. Hùng chạy lên xô vào người lão phú hộ. Chỉ tiếc rằng tay anh vẫn đang bị trói nên không thể nào bóp chết lão tả. Cái đám gia đình trông thấy vậy chạy tới giữ Hùng lại rồi đá thúc vào ngực anh mấy phát. Vài đứa mới đỡ phú hộ dậy. Lão ta phủi phủi quần áo, nói với giọng mỉa mai thách thức, tay vẫn đang mân mê cái cặp ngực của nương. Đánh tao đi, tao vuốt bóp vú người yêu mày thì mày làm gì được tao chứ. Từ giờ nương là của tao, mày lén phén ông giết sống mày luôn đó, thứ khố rách áo ổn. Thằng chó! Hùng đau đớn nằm vật dưới đất nhưng vẫn quát vào mặt lão ta đầy cảm phẫn. Hùng vừa nói dứt câu thôi thì lão phú hộ đá một cái thật mạnh vào mặt của anh, khiến cho mặt anh lệch hẳn sang một bên. Từ trong khóe miệng vài giọt máu từ từ rỉ ra. Lão phú hộ quay lưng rời đi rồi vẫy tay ra hiệu mấy đứa người hầu dẫn nương vào bồn tắm. Hắn mới bước gần đến cửa thì lôi lông mày chợt nhếch lên, như thể nghĩ ra một điều gì đó hay lắm vậy. Rồi mới quay đầu lại nói: Để tao cho mày nghe thấy âm thanh của sự khoái lạc. Thằng thân, bảo bọn gia đình lôi thằng Hùng vào trước cửa buồng cho ông, nhanh lên. Vậy là Hùng bị lôi sành sạch rồi bắt quỳ ngay trước cái cửa buồng. Nương cũng vừa tắm rửa xong từ từ đi vào. Đôi tình nhân gặp mặt nhau trước cửa. Nương lén nhìn ánh mắt của Hùng. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người mình yêu nữa, vì giờ đây cô sẽ thuộc về một người đàn ông khác, một người chỉ coi cô như món đồ chơi tình dục để thỏa mãn cái cơn dục vọng. Trên người nương giờ không còn mặc cái bộ quần áo rách dưới, mà thay vào đó là một bộ quần áo lụa là của cái giới địa chủ giàu có. Lão phù hộ không thể nào chịu được nữa mà nhảy bổ vào, xé toạc chiếc áo mới ra. Trước mặt lão giờ là thân hình người con gái mới tuổi 18, mơn mởn mà căng tròn nhựa sống. Và tiếp theo thì ai cũng biết rồi, đó là tiếng giao hợp của các cặp đôi. Hùng ở ngoài bị bắt quỳ ngay đó để nghe hết những cái thứ âm thanh đầy dục vọng. Anh gục đầu xuống gối mà khóc trước thế lực cường hào ác bá. Dù có phản kháng thế nào thì anh cũng không làm gì được. Là người mồ côi cả cha lẫn mẹ thì dù có chết cũng được, nhưng mà không thể nào để liên lụy đến nương và ông sinh bà sự. Trong cái đêm tối, từng tiếng kêu la thảm thiết của người con gái vang lên, làm cho ai nghe cũng cảm thấy đau buốt cả tấm lòng. Ông xin ông tha cho con. Cứ như vậy thì trời cũng sáng, lão phú hộ tỉnh dậy sau một đêm dài hành hạ nương. Cô giờ đây thì da rẻ đã thâm tím, khuôn mặt ám lên một cái màu u ám. Có lẽ từ giờ đến tận cuối đời,
nụ cười sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cô được nữa. Còn về phần của Hùng thì anh quỳ cả đêm ở ngoài mà nghe tiếng kêu, tiếng rên của nương. Anh khóc hết nước mắt của sự bất lực. Sáng ra mấy người ăn kẻ ở thấy anh ngất trước cửa buồng, thương tình mà cõng về phía nhà sau. Khi về tới nhà sau đó, anh bị nhốt trong một căn phòng. Hàng ngày thì có người đưa cơm nước đến cho anh. Tất nhiên là ông Sinh và bà Sự thì cũng bị đối xử y như vậy. Cứ như thế 3 tháng trôi qua. Trong suốt 3 cái tháng đó, ông Sinh, bà Sự cùng với anh Hùng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và dĩ nhiên cũng không thể nào mà gặp được nương. Tối nọ thì nhân lúc tên gia đình tới đưa cơm mở cửa buồng ra mà không có để ý, Hùng dùng tay đánh mạnh vào gáy của nó. Tên gia đình đó ngất đi, Hùng liền lấy con dao đang dắt trên hông tên gia đình, cất vào túi rồi lẻn vào gian nhà của lão Phú Hộ. Anh trèo lên thanh xà ngang của căn buồng. Một lúc sau, Hùng thấy lão Phú Hộ và nương đi vào trong buồng. Hắn vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi dơ bẩn của mình. Tuy nhiên lần này thì dường như là lão ta đã không quá mặn mà với nương như những lần trước. Hắn vừa làm mà vừa đánh vào mặt, vào ngực của nương rồi đe dọa. Cái con mẹ mày chứ, mặt mày cứ như đưa đám thế hả? Tao chơi mày mà mất cả hứng mà. Mày mà còn giữ cái mặt đấy, tao đánh bỏ mẹ, tuốt xác cả cái thần già nhà mày ra nha. Hùng ở trên nhìn trực tiếp được những hành động dơ bẩn của lão Phú Hộ mà đau lòng, xót xa đến căm phẫn. Tuy nhiên là khi nhìn qua cửa sổ thấy vài tên gia đình đứng canh ở ngoài nên anh còn chưa dám hành động. Sau một canh giờ, mấy tên canh gác ngủ hết rồi, Hùng mới từ từ trèo xuống rồi rón rén đi lại gần đến sau lưng lão Phú Hộ. Nương thì đã nhìn thấy Hùng và biết rằng là anh muốn làm gì rồi. Cô bèn phát ra những âm thanh hoan lạc để át đi tiếng bước chân của Hùng đang đi tới. Rồi tiếng thét vang lên, tên Phú Hộ la thảm thiết, hắn bị Hùng đâm một phát ngay sau lưng. Mấy tên gia đình nghe thấy tiếng hét thì phá cửa xông vào. Hùng thấy vậy rút dao từ lưng quần ra, kéo nương trèo về phía cửa sổ mà chạy. Lão Phú Hộ đang đau đớn kêu la trên giường, Hùng liền dùng con dao sắc nhọn hướng về phía đám gia đình mà quát. Thằng nào có gan thì vào đây, bố mày xiên cho người như tổ ong luôn. Nào vào đây xem. Đám gia đình thì cũng e ngại, vì dù gì thì làm người hầu kẻ hạ cho Phú Hộ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, mà giờ nhỡ khi bị đâm chết thì không có đáng. Hùng thấy nương đã chạy được ra bên ngoài nên cũng trèo qua rồi chạy theo luôn. Đằng sau có tiếng của lão Phú Hộ bắt đám gia đình đuổi theo. Hai người cứ men theo đường sông mà chạy. Đến lúc chắc chắn rằng đám gia đình nhà Phú Hộ không có đuổi được tới nữa thì mới dừng lại mà nghỉ. Nương gục đầu xuống bờ vai của Hùng mà khóc. Cô kể mình đã bị xâm hại, đã bị áp bức như thế nào cho Hùng nghe. Bàn tay của anh đã nắm chặt lại từ bao giờ, rồi anh mới xoa đầu nương mà nói. Anh thề rằng sẽ trả cái mối thù này. Chúng ta thoát rồi, còn thầy U của em thì phải làm sao? Lão Phú Hộ độc ác lắm ạ, hắn sẽ giết chết thầy U em mất. Được rồi, tối mai anh sẽ lẻn vào trong cứu thầy U em ra. Mai em cứ chạy sang làng bên cạnh, đừng có đi theo anh. Vì dù sao anh cũng đã từng bị nhốt chung nên sẽ biết đường đi lối lại. Không, không được, em sẽ đi với anh. Em không thể nào để anh một mình rơi vào nguy hiểm như thế đâu. Hùng thì muốn nương chạy trước, rồi sau khi cứu được ông Sinh bà Sự thế sẽ chạy theo sau. Anh biết rằng với vết thương do dao cộng với tuổi cao thì lão Phú Hộ sẽ không thể nào có sức mà ra lệnh cho đám gia đình làm ảnh hưởng đến tính mạng của hai ông bà lão được. Tối ngày hôm sau, nương và Hùng trèo tường lên vào căn buồng nơi đang giam giữ hai vợ chồng già. Nhưng mà khi đi đến trước cửa thì thấy có hai tên lính đang đứng canh gác bên ngoài. Hùng mới thì thầm. Mọi lần chỉ khóa ngoài thôi, sao hôm nay lại có thêm hai tên lính gác chứ? Để anh nghĩ cách xử lý bọn này xem sao. Hùng mới trốn ở bụi cây vài canh giờ thì thấy một trong hai tên nằm xoay mặt vào trong, chúng đang thay phiên nhau ngủ. Thấy cơ hội ngàn vàng ngay trước mặt, Hùng mới dặn nương ở lại trong bụi cây.
còn mình thì cầm dao từ từ tiến đến sau lưng của cái thằng gia đình. Khi đến khoảng cách thích hợp rồi, anh tiến tới bịt miệng, dùng dao mà khứa mạnh vào yết hầu thằng gia đình đó. Nó chỉ kịp ú ớ lên vài cái, máu phun ra thành tia. Từ mồm thằng gia đình cứ ừng ực máu chảy ra. Thằng còn lại đang ngủ thì mới nghe tiếng động, hắn rụi rụi mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt hắn khi này là một người đàn ông to cao, tay đang lăm lăm con dao, tay còn lại thì đã dính đầy máu. Rồi nhìn sang thấy cái thằng gia đình kia đã nằm chết trên vũng máu với vết cắt sâu trên cổ, nó mới hét lên: "Trộm, trộm, nó giết người rồi." Bốp, Hùng tung một cước, cả cái gót chân đập mạnh vào đầu tên gia đình đó. Cú đá trúng vào thái dương ngay cái điểm yếu, làm thằng gia đình chết ngay tại chỗ. Hai mắt nó trợn trừng rồi rỉ máu. Nhưng tiếng hét của thằng đó cũng đã kinh động đến đám chó của nhà lão phú hộ, chúng sủa lên inh ỏi. Hùng mới ra hiệu cho nương, rồi anh phá cửa mà xông vào. Ông Sinh và bà Sự nhìn thấy Hùng mà lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu thì từ trên nhà trên bắt đầu thấy hơn chục cây đuốc được thắp sáng đang dần dần di chuyển xuống nhà dưới. Hùng, nương và cả hai ông bà thấy vậy chạy nhanh ra bờ tường, trèo qua rồi nhắm đến phía bờ sông mà chạy. Nhưng cái lần này thì không được may mắn như lần trước nữa. Hơn chục thằng tay cầm đuốc, tay cầm hèo, cầm mã tấu mà đuổi ngay sau. Ông Sinh đã có tuổi, lại thêm không được ăn uống đầy đủ. Ông mới đi được một đoạn thì ngã sóng xoài trên mặt đất. Ba người còn lại liền quay lại mà đỡ ông lên cùng chạy. Nhưng tiếc thay là cái đám gia đình đã chạy tới rồi bao vây cả gia đình của nương. Bốn người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nàng, cũng chẳng có một sự lựa chọn nào khác. Hùng mới nắm chặt con dao trên tay, nhắm về hướng đám gia đình mà quát: "Chó, chó cắn áo rách, chúng mày thử vào đây." Nhưng mà Hùng cầm dao có một mình, còn bọn gia đình thì gần chục thằng, tay đứa nào cũng lăm lăm gậy gộc mã tấu. Chợt có thằng gia đình mới tiến tới từ đằng sau, cầm gậy đập vào tay đang cầm dao của Hùng. Vì cái vết đập đó khiến anh bất ngờ mà văng con dao ra một đoạn. Mất đi mối họa từ con dao, cả đám bắt đầu nhất tề mà tiến tới. Chúng trói cả nhà hắn lại rồi áp giải về nhà phú hộ. Về đến nhà, một tên mới chạy lên bẩm báo với lão phú hộ. Vừa nghe thấy tiếng chân, tên thần mới nói vọng ra: "Bắt được đám chúng nó rồi đó à?" "Dạ bẩm, bắt được rồi ạ." "Thế thằng nào bắt được chúng?" "Bẩm là con." Hắn móc từ trong túi áo ra 3 đồng đưa cho tên gia đình: "Từ giờ mày không phải là người bắt được chúng, về đi." Dạ bẩm, sao lại thế hả?" "Mày thích hỏi nhiều không? Ông bảo như thế thì biết thế. Mày bép xép ông cắt lưỡi đó, cút." Tên gia đình đó sợ hãi cúi đầu đi thẳng về. Cái thằng xỉu người hầu thân cận nhất của lão phu hộ ở trong nhà đi ra mới nghe được câu chuyện, hắn mới chửi: "Mẹ mày to gan nhỉ, tao mới về quê được vài tháng mà mày dám qua mặt tao à? Ngày phu hộ hứa thưởng một cho bao nhiêu?" Dạ ngày hứa thưởng 28 đồng ạ." "Thế thì đưa cho tao 20 đồng, nhanh không ông xiên chết mẹ mày bây giờ." Nghe vậy, thằng thân đành ngậm ngùi đưa lại tiền cho xỉu. Thời gian trước mà gia đình ông Sinh bị bắt vào đây đó, thằng xỉu nó đang ở quê. Chẳng biết hắn có việc gì mà hơn 3 tháng mới quay trở lại, nên thằng thân mới được thế chỗ. Bị xỉu làm như vậy, thằng thân nó rất là tức. Nó mới nghĩ thầm: "Mẹ mày chứ, có ngày ông cho mày sống không bằng chết." Thằng thân mới định chạy vào báo với lão phu hộ, chợt hắn nhớ ra giờ đã tối muộn rồi. Nếu mà hắn vào bẩm báo lúc này thì sẽ làm kinh động đến lão. Sợ rằng đến lúc đó không những không có tiền thưởng, mà trái lại cái mạng của hắn cũng khó mà giữ được nữa. Phải mãi đến gần trưa ngày hôm sau thì lão phu hộ mới tỉnh dậy được. Thần nó liền chạy vào bẩm báo. Sau khi nghe xong thì lão móc ra 28 đồng ném tới cho nó. Thằng thân khúm núm liền ôm tiền chạy về áp giải gia đình nhà nương và Hùng lên. Một lúc sau, cả gia đình cô nương cũng bị mấy thằng gia đình áp giải lên nhà trên để mà gặp mặt phú hộ. Trên người ai cũng có những vết bầm tím, những vết thịt rách do đòn roi hãy còn đang rỉ máu ra. Lão phu hộ nằm nghiêng trên cái chõng, cái dáng người to béo khiến cái chõng có phần quá tải rồi, thậm chí phần bụng của lão còn lộ hẳn ra ngoài.
Đầu hắn nhìn về gia đình nhà nương, Hùng và cả cái đám gia đình đang tay roi tay đao mà nói: khá khen cho nhà chúng mày đó. Ông thấy gia cảnh chúng mày nghèo khó nên mới giúp đỡ. Thế chúng mày trả ơn ông thế này đây. Chúng mày có biết là ông vẫn thường nổi tiếng trong cả cái vùng là hay làm việc thiện cứu đời đấy, có biết không? Nói rồi hắn chỉ tay về phía Hùng mà quát: còn cái thằng chó kia, ông cho mày cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày mà lại làm phản à? Nửa đêm lúc ông đang ân ân ái ái dám đâm sau lưng mày, cho cái số ông lớn mạng lớn lại hay làm việc thiện cứu đời đó, cứu người đó nên mới sống sót được. Còn tội của mày thì đáng chết vạn lần đó thằng chó. Người đâu, mang thằng chó kia ra mà đánh tuốt xác cho ông. Mấy thằng gia đình nghe vậy lôi xình xịch Hùng ra ngoài mà đánh. Từng cái tiếng gậy vung lên rồi hạ xuống, có thể nghe rõ từng tiếng đập vào da vào thịt. Không chịu đựng được thêm, nương mới bò tới trước mặt Phú Hộ, nàng dập đầu mà van xin: Thưa ông tha cho Hùng, anh ấy không có tội, tất cả là tội của con ạ. Là con xúi anh ấy làm, là tại con, ông tha cho anh ấy, con xin ông mà. Khuôn mặt của cô nương sau những trận đòn roi từ bọn gia đình ngày hôm qua thì hãy còn đang sừng húp. Khuôn mặt của người con gái đẹp nhất trong vùng giờ đây hằn lên những cái vết bầm tím. Lão Phú Hộ vừa nghe xong thì quát: tao còn chưa kể đến tội của mày đó, cái thứ gái đĩ giả mồm. Tội của mày là cái tội cạo đầu bôi vôi, thả cũi lợn trôi sông, mày biết chưa? Chợt tiếng đòn roi ngừng lại, một tên cầm gậy hớt hải chạy vào nói với Phú Hộ: bẩm ông, tên Hùng ngất rồi ạ, có tạt nước đánh tiếp không? Thôi thôi, mày cứ nhốt nó vào nhà sau, cho nó ăn uống, giữ cho nó sống, mày lôi ra ngoài đánh tiếp cho ông. Tội của nó thì không thể chết đơn giản cho một ngày, phải đánh đến khi chính nó không chịu được mà tự kết liễu đời mình mới thôi. Nói xong hắn tiếp tục quay lại mà nói với nương: còn mày, ông tưởng mày sống trong nhung trong lụa, mất đi cái bản chất của lũ mọi dân, nào ngờ cái tính đĩ thoa len lòi sâu trong máu mày rồi. Đúng là trứng rồng lại đẻ ra rồng, liêu điêu thì lại nở ra dòng liêu điêu mà. Với cái tính cách độc chiếm của mình, chửi mắng đến như vậy nhưng mà hắn vẫn chưa thể nào thỏa được cái tức trong lòng. Khi mà thế thiếp của mình lại bỏ nhà đi theo trai, dù là đã đánh đã chửi rồi nhưng mà cũng không thể nào làm cho hắn thỏa mãn cơn tức. Vì vậy chỉ có một cách để có thể khiến hắn ngồi ngoài: hành hạ xác thịt không được thì hành hạ đến tâm lý. Nghĩ đến đó, khuôn mặt chợt nở ra một nụ cười, một nụ cười đê tiện như mang sự ác độc của một kẻ thiếu đi tính người. Hắn mới nhếch miệng, tay vuốt vuốt chòm dưới cằm mà nói với mấy tên gia đình: mấy thằng kia có thích trêu ghe hoa ghẹo nguyệt tí không? Mấy tên gia đình mặc dù nghe thấy lời của lão Phú Hộ nhưng mà không có phản ứng gì cả, chỉ quay qua nhìn nhau. Tưởng lời mình nói mà đám người làm không nghe, Phú Hộ mới quát: tổ cha chúng mày chứ, ông hỏi mà không trả lời muốn chết đó phỏng. Một trong những tên gia đình nghe thế vậy thì mới nịnh nọt: Bẩm ông, ông tha lỗi cho chúng con, chúng con học ngu hiểu kém, những cái ngôn từ cao quý được thốt ra từ miệng quan học rộng tài cao của ông đó, chúng con không có hiểu hết được toàn nhẽ nên mới không dám trả nhời đó ạ. Được khen là học rộng tài cao lại còn làm quan khiến cho lão Phú Hộ vui lắm. Bởi lẽ hắn chỉ là may mắn có được cái tài nịnh hót quan Tây nên mới được đồn Tây cho mang muối về mà bán. Từ đó nhà hắn mới phất lên có nhiều vàng nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất cả làng. Chứ thực ra thì hắn có tài cán gì về cái chuyện học hành. Tất nhiên là lời hay ý đẹp của ông thì bọn mày hiểu làm sao. Phải lên chức quan cao, quen biết nhiều với cái bậc quan lại thì mới hiểu được mà. Thôi, để ông nói trắng ra mấy cái đầu lợn chúng mày hiểu nè.
chúng mày có muốn ân ái với con nương không? Ông cho phép đó. Đám gia đình mắt đứa nào đứa nấy sáng quắc lên sau khi nghe lão phú hộ nói. Chúng chợt nhất tề mà nhìn vào bờ mông căng tròn của nương hay còn đang quỳ trước mặt lão phú hộ. Mồm miệng đứa nào đứa nấy chảy dãi ra. Từ trong đám gia đình loáng thoáng nghe vài câu: lộc lá, lộc lá quá mà. Nương nghe thấy vậy ngước mắt lên mà xin tha. Từng cái hàng lệ chợt trôi trên đôi gò má của người con gái mới tuổi đôi mươi. Biết là ý định hành hạ tâm lý của mình đúng rồi, hắn chỉ tay vào nương, mắt hướng về phía đám gia đình mà cười mà nói: chúng mày còn chờ cái gì, nhanh nhảy vào cảm nhận da thịt của đứa con gái trẻ đẹp nhất vùng đi. Nói xong, lão ra hiệu cho mấy đứa hầu nữ ngừng quạt lại để đỡ hắn dậy vào buồng. Cái căn bệnh trĩ khiến cho một người to béo như hắn vốn đã chậm chạp lại càng khó khăn trong cái vấn đề di chuyển. Vừa đi đến cửa buồng, hắn lại ì ạch đi ra tới cửa sân mà nói vọng: thằng xỉu đâu ra đây ông bảo nào? À, con đây ạ. Tiếng thằng xỉu phát ra từ căn nhà sau, đang từ từ tới chỗ lão phu hộ. Mày làm cái gì bên đó vậy? À, con vừa đi với cái thằng thân trói thằng Hùng nhốt trong nhà sau rồi ạ. Ông gọi con có chuyện gì không? Mày có muốn thử hoa tí không? Ông cho phép đó. Nói rồi lão ta chỉ tay về phiên nương đang quỳ bên ngoài kia. Biết ý, xỉu liền gật đầu vâng dạ. Có lẽ là hắn cũng thích thú được thử qua da thịt của người con gái xinh đẹp nhất cái vùng này. Tuy nhiên, trên mặt hắn nở ra một cái sự băn khoăn đầy đăm chiêu. Lão phu hộ thấy vậy mới hỏi: mày làm sao? Làm cho ông bao năm rồi, có vấn đề gì cứ đề đạt xem. Dạ, bẩm ông, con muốn hỏi tung tích của em gái con ạ. Liệu trên kinh thành em gái con có mạnh khỏe không ạ? Lão phu hộ mặt mày chuyển sắc. Những cái biểu hiện này chỉ thoáng chốc thôi, hắn nói: khỏe, rất khỏe là đằng khác. Ông gửi nó làm con nuôi của một cái phú hộ ở vùng trên đó. Mày cũng có phúc có phần lắm thì mới có đứa em gái xinh đẹp như vậy. Đợi vài năm nữa ông cho nó về với mày, cứ yên tâm. À, dạ vâng, vâng thưa ông ạ. Rồi đó, giờ mày thích làm cái gì con nương thì làm. Đấy là phần quà tao thưởng cho mày. Mày phải làm cái con dâm phụ đó nhục nhã một cách tột cùng cho tao. Nhớ làm gì thì làm, yên tĩnh cho nghỉ ngơi, không ông đánh tuốt xác rồi đó. Nghe chưa? Nói rồi ông ta đi vào trong buồng. Nói là nghỉ ngơi thôi, nhưng mà trong đó có một người con gái cũng xinh đẹp vạn phần đang đợi bên trong. Tên quan giả đê tiện này không thể nào thiếu hơi nữ nhân dù chỉ một ngày. Khi mà để cho nương thành đồ chơi của đám gia đình, hắn đã có một người phụ nữ khác để mà thỏa mãn được cơn dục vọng. Còn khi đó ở bên ngoài, đám gia đình đang bâu xung quanh người nương như là mèo nhìn thấy chuột. Cả đám thì đang không biết ân ái chỗ nào là hợp lý đây. Có đứa mới đề xuất là đưa nương vào nhà sau vì sợ tiếng kêu tiếng hét của cô sẽ làm cho gã phu hộ khó chịu. Nhưng có đứa phản đối: mày mà đưa con nương nó vào nhà sau đó, cái thằng Hùng nó nghe thấy nó chẳng giết chết hết chúng mày. Biết hôm trước nó giết hai thằng canh cửa chưa? Thằng điên, mày không thấy nó bị đánh đến nỗi sắp chết kìa. Việc gì phải sợ chứ. Còn nếu mày mà sợ đó thì về mà làm bạn với bàn tay phải đi. Ấy là tao lo xa thôi. Chứ nó ngon thế này mà bỏ phí, phí của rơi quá à. Chẳng mấy khi được lộc mà. Nói rồi cả đám mới nhớ đến thằng xỉu. Dù gì cái thằng xỉu cũng là tay sai thân cận của lão phú hộ. Hạ miệp nương mà không có ý kiến của nó thì cũng khó à. Chúng mới hỏi thằng xỉu: Thưa ông cho chơi ở đâu là đẹp ạ? Thằng xỉu nhếch mép lên rồi mới nói: tao tưởng chúng mày còn không biết trên biết dưới chứ. Nói rồi hắn chỉ tay về phía căn nhà sau,
ra hiệu đó chính là nơi để diễn ra cái màn tác loạn kinh tởm. Chuyện mà dân gian làng quê. Nghiệt ngã tập 2. Cả đám nhấc bổng nương lên, hướng về phía căn nhà sau mà tiến bước. Trước mặt cô thì là 5-6 thằng gia đình. Nương mới không khỏi hoảng sợ mà cầu xin: Tôi xin các anh mà, các anh tha cho tôi xin các anh mà. Người đẹp thế này làm thú vui của bọn anh là được rồi mà, không phải xin. Nghe thấy vậy, biết mình chẳng thể nào tránh được kết cục bị bọn gia đình vấy bẩn cơ thể, lưỡi của nương đã để ở giữa hai hàm răng, cô chuẩn bị cắn lưỡi mà tự sát. Nhưng nghĩ đến thầy U cuối cùng thì cũng đành thôi. Cô chết thì cũng dễ dàng mà, nhưng còn cha mẹ thì sao? Cái đám gia đình mới đưa nương đến gian nhà sau. Đó là một căn nhà ba gian xưa cũ. Chúng nhốt ông Sinh bà Sự ở gian nhà trái, ở giữa thì nhốt thằng Hùng. Còn nơi mà chúng tiến hành cái thú vui dơ bẩn là gian nhà phía bên phải, gian cuối cùng của căn nhà. Thế rồi 6 tên gia đình bao gồm thằng Xỉu, thằng Thân và 4 thằng khác nữa cởi trói cho nương. Chúng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà ném cô xuống đất cây bịch. Nhìn thấy đám gia đình hẳn lên ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, chúng định nhảy tới sâu xé thì thằng Xỉu nó mới quát: Trời thì cũng được mà, nhưng mà phải có thứ tự, có trên có dưới chứ, có tôn ti trật tự. Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu à? Cút hết ra ngoài canh chừng cho ông, nhất là cái buồng của cái thằng Hùng ấy. Nghe thấy vậy, cả đám mới từ từ đi ra ngoài, ánh mắt đầy tiếc nuối, nhưng mà cũng đành phải vậy thôi. Vì dù gì chúng cũng chẳng so được với thằng Xỉu về độ tín nhiệm của hắn đối với lão Phú Hộ. Nhưng còn thằng Thần, mặt nó lại tỏ rõ cái độ khó chịu. Nhưng mà cũng như cái đám gia đình kia, hắn cũng đành ra ngoài trong sự tiếc nuối. Cả đám ra ngoài ngồi chầu trực, có tên còn áp sát tai vào cửa buồng để nghe ngóng âm thanh. Bên trong, Xỉu từ từ tiến đến góc phòng nơi nương đang co rúm người lại vì sợ hãi. Thấy mặt cô cúi gằm xuống, hắn từ từ đưa tay mình một cách nhẹ nhàng chạm vào cái phần cằm của cô rồi đưa lên. Ánh mắt hai người đối diện nhau, nương mới rừng rừng nước mắt: Bẩm ông tha cho con ạ. Thằng Xỉu mới đưa cái bàn tay thô kệch từ từ lần mò cởi từng chiếc cúc áo của nương. Biết rằng chẳng thể nào chống cự nổi với tên tai to mật lớn, nàng khóc thút thít mà miễn cưỡng nằm im chịu trận. Tiếng của thằng Xỉu nhỏ nhẹ cất lên, trái ngược với giọng nói hung hăng thường ngày. Hắn nói với bàn tay đang nắn, đang bóp cái bầu ngực căng tròn của nương: Đây là mệnh lệnh của ngài Phú Hộ, tôi cũng chỉ làm theo lời ngài thôi. Cô hãy cứ nằm im để tôi làm, chứ cô mà khóc nữa thì cả đám kia xông vào giao hoan một lượt thì cô không còn giữ được thân thể mà để gặp cha gặp mẹ nữa đâu. Chỉ bằng để cho tôi vui vẻ với cô, rồi tôi sẽ ra lệnh cho chúng vào từng người một. Chứ mà bọn to cao đen hôi kia vào một lúc thì có mà... Nương khá bất ngờ vì lời nói của Xỉu, nhưng mà nàng cũng biết rằng hôm nay kiểu gì thì cũng phải làm chuyện vợ chồng với 6 người đàn ông to cao lực lưỡng. Cô nhìn vào khoảng không, đăm chiêu, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Từng cái tiếng nhọp nhẹp phát ra từ căn buồng nhỏ, chẳng thấy cô la hét gì mà chỉ nghe tí tiếng của hai cá thể khác nhau về giới tính chạm vào với nhau, khiến cho những kẻ đứng ngoài sụp sôi cả cơ thể. Nhưng mà chúng mới lấy làm lạ, rồi có đứa thì thắc mắc: Ê, chúng mày, sao cái con nương nó không kêu khóc gì nhỉ? Hay là nó bị khuất phục trước cái thân hình to lớn của cái ông Xỉu mà hồng hạ ống rồi? Nhìn ông ta như thế thì chắc là cái cần tăng dân số đó cũng to lắm. Nghĩ đến cảnh của nó với ông kia mà tao dạo rực hết cả cái thằng người. Mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Hôm trước đi thu siêu thuế, ông ấy buồn đái quá nên đi vào bụi cây. Tao thấy nó chỉ to bằng ngón cái thôi. Nhìn ông ý to đúng thế kia, mày nghĩ được bao nhiêu phút? Tao nghĩ tính bằng giây đó. Thế rồi đâu đó khoảng 5 phút sau,
tiếng then cài cửa kêu lên cành cạch. Lão Xỉu đã hành sự xong, mở cửa chuẩn bị đi ra thì thấy bốn tên gia đình ngã đổ ầm vào buồng. Lão ta mới quát: "Cha tiên nhân nhà chúng mày chứ, dám ở ngoài nghe trộm, chúng mày không canh chừng buồng thằng Hùng à?" Mấy thằng gia đình thì bị đuổi ra ngoài, tuy vậy vẫn cố đưa mắt vào trong để nhìn. Trước mắt chúng là cơ thể người con gái tuổi đôi mười đang được bàn tay thon dài che đi. Nhưng mà đối với chúng thì người con gái này vừa hở vừa kín như vậy càng làm cho thú tính của chúng đẩy lên mãnh liệt. Có đứa mới đi đến thì cốc một cái gõ mạnh từ tay thằng Xỉu vào đầu tên gia đình kia. Xỉu mới chửi: "Mẹ chúng mày chó đến mùa động dục à? Cút hết ra ngoài nghe ông dặn đã." Sau khi cả đám ra đến nơi, thằng Xỉu mới đóng cửa buồng lại. Hắn nói: "Giờ thì từng thằng vào chơi một thôi. Chúng mày mà chơi tập thể, nó chết thì lần sau lấy đâu ra mà tiêu khiển nữa. Mà biết chừng nó hét lên làm kinh động đến đám chó, nó mở sủa lên gây phiền hà tới ngày phú hộ đó, thì lúc đó chẳng còn cái cần tăng dân số nữa đâu. Nghe chưa?" Nói xong thằng Xỉu mới chống lưng mà đi lên nhà trên. Có đứa mới nói nhỏ: "Mẹ nó chứ, nó cậy là thân cận nhất với ngài phú hộ mà lên mặt với cả bọn mình chứ." "Thôi thôi không sao, khổ thân hắn cơ thể cường tráng vợm vỡ mà được có 5 phút, dù gì cũng đến lượt bọn mình rồi, để tao vào trước." Có đứa nghe thấy vậy liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi mới nói thầm: "Mày không thấy thằng thân ngồi kìa, nó cũng chẳng kém thằng Xỉu cái độ tín nhiệm mấy đâu. Cho nó chơi trước đi, rồi từ từ mình chơi sau." Nói rồi mới quay ra tên thân mà thưa: "Bẩm ông, bọn em mời ông vào chén trước ạ." Trên chiếc ghế đầu, một thân hình gầy gò rút thuốc phiện của lão phú hộ từ từ trèo xuống. Hắn hôm nay vừa hút thuốc phiện xong nên đâm ra hơi ít nói, cơ thể cũng lâng lâng mà đi vào buồng. Hắn vào trong buồng được một lúc thì bên ngoài bọn lính lại nghe được âm thanh của sự khoái lạc. Nhưng mà lần này có nhỏ hơn trước rồi. Có đứa coi thường mới nói: "Tao sợ thằng cha này được 2 phút rưỡi, người như sắp chết thế kia, vào con kia nó đẻ, có khi tắt thở đó." Cả đám mới cười thầm. Khoảng 10 phút sau thì thằng thân cũng đi ra. Nãy anh có nghe là thằng Xỉu bắt từng người vào một. Hắn thì chẳng ưa gì cái thằng Xỉu nên mới nói với đám gia đình: "Hàng họ vẫn còn chắc chắn, da thịt thì tuy có ngày phú hộ dùng qua cũng nhiều nhiều lượt rồi đó, xong vẫn còn ngon chết à. À, chúng mày vào hết một lượt đi, đã chơi là phải chơi cho tới bến chứ." Nói xong thằng thân đi thẳng phía nhà trên. Hắn vừa đi còn vừa hát. Có tên gia đình mới thấy vậy thì nói: "Đấy, tao bảo mà, người nghiện người ta sống tình cảm lắm mà." Ai nấy đều cười hề hề trước câu nói đùa. Cả đám thì chẳng ai bảo ai, nhất tề đạp cửa thật mạnh mà xông tới. Cả đám mới cởi hết quần áo từ từ bước vào. Nương thấy thật 4 tên liền sợ hãi mà lui tới nơi góc phòng. Cô mới nói: "Không, không phải, không phải từng người một vào sao? Tôi xin các người, tôi xin các người tha cho tôi." "Người đẹp, không phải nói nhiều mà, anh biết cưng sướng mà, đến đây." Rồi cả đám nhảy bổ tới, xông vào lôi nương từ góc buồng đi ra giữa. Cô cứ thế mà khóc mà lóc cầu xin. Chợt có đứa mới tát mạnh vào mặt cô một cái đầu điếng. Hắn ta quát: "Còn mẹ à mày, ngoan ngoãn bọn ông còn nhẹ nhàng, khóc lóc ông cho sống không bằng chết đó." Cứ thế tiếng kêu cứu thảm thiết của nương vang lên từng đợt. Chợt có đứa mới kêu: "Mẹ con đĩ này, nó cắn tao." Rồi tiếng vả vào mặt, tiếng đá, tiếng đấm vang lên xen lẫn tiếng khóc, tiếng kêu cứu của nương. Từ bên gian phòng kia, ông Sinh, bà Sự và cả Hùng nữa bị bỏ đói, bị đánh ngất, nghe tiếng kêu thất thanh của nương mà choàng tỉnh dậy. Đôi vợ chồng già chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc lóc van xin tha cho con gái của hai ông bà. Còn Hùng với cơ thể chẳng chịt vết roi vọt, chỉ có thể ra sức mà đập, mà đạp vào cánh cửa.
Nếu mà để Hùng ra ngoài ngay lúc này, chắc chắn anh ta sẽ đập chết cả bốn thằng cặn bã đang ngấu nghiến cơ thể của người con gái anh yêu. Cái tiếng kêu thất thanh của nương khiến cho đám chó nhà pháo phú hộ sủa lên inh ỏi. Lão ta thì vẫn đang hì hục với người con gái lão vừa bắt về thế chỗ của nương. Nghe thấy tiếng chó sủa ồn ào đó, hắn mới liền dừng lại gọi thằng xỉu vào mà quát. Một thoáng sau, từ trên nhà trên thằng xỉu hốt hoảng chạy xuống, đạp cái cửa xông vào buồng. Bốn tên gia đình hãy còn đang kẻ trên người dưới mà hành hạ nương. Trên người trên mặt cô vẫn còn in hẳn hình bàn tay người, từ trong khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ thẫm. Thằng xỉu chạy tới tát mạnh một cái tên gia đình đang đứng gần nhất, chỉ tay về phía nhà trên. Thằng xỉu mới nói: "Mẹ cha nhà chúng mày chứ, chúng mày là đàn ông mà hành hạ đứa con gái bằng tuổi con tuổi cháu chúng mày thế à? Hiếp thì hiếp, đánh nó sắp chết đây kìa, nhỡ ngày phụ hộ có việc cần dùng thì chúng mày xử lý thế nào? Ngu, ngu lắm con ạ." Bốn tên gia đình mới vội vàng mặc lại quần áo. Hùng không nghe thấy tiếng khóc của nương, anh mới thôi không đập cửa nữa. Từ nhà trên, lão phú hộ đang từ từ chống gậy bước xuống. Trên mặt lão hằn lên cái sự căm giận, mắt long lên song song. Khi mà đi đến cánh cửa buồng của nương, hắn vội vàng vào xem tình hình. Khi thấy nương đã bị hành hạ đến sống không bằng chết rồi, lão tức lắm mới chửi: "Mẹ cái lũ não lợn như chúng mày, ông cho chúng mày hiếp nó để dọa nó một trận không dám trốn, chúng mày lại đánh nó đây kìa. Biết ông cần nó vào cái việc gì không?" Thằng xỉu nghe đến vậy, hắn mới thắc mắc: Bẩm ông, con tưởng ông chán rồi nên mới cho đám gia đình hèn mọn kia hiếp chứ, ông há chẳng có tình cảm với nó?" Câu hỏi này thì mang tính mỉa mai sâu sắc, nhưng mà xỉu vốn là hầu cận thân cận nhất của lão phu hộ. Lão cũng chẳng thèm trách mắng mà chỉ tay về phiên nương đang nằm vật trên mặt sàn. "Cảm tình cái con mẹ gì, nó thì tao chơi chán rồi, nhưng mà tao định dùng để hầu hạ quan trên, chứ cái giống đàn bà đĩ thoã hèn mọn tao thiếu gì." Thằng xỉu nghe vậy có chút ngạc nhiên và suy nghĩ gì đó trên khuôn mặt, nhưng mà rất nhanh hắn ta lấy lại được nét mặt ban đầu mà nói nhỏ với lão phú hộ: "Ông ơi, ông cho con hỏi nho nhỏ, có phải ông định biếu con nương cho quan tri huyện mình không ạ? Cái lão tri huyện dề già đó mà thấy con nương thì chẳng há mà ông thấy chỗ hắn ta chăng?" Lão phú hộ mới vuốt vuốt cái chùm râu dưới cằm, hắn tỏ vẻ đắc chí: "Đúng là gần mực thì đen, gần đen thì nó là dạng. Mày ở với ông nhiều cũng dần dần học lỏm được trí thông minh của ông đó. Trước giờ tao có bao nhiêu đứa con gái mà tao chơi xong, chẳng đẩy lên đấy, mang danh kẻ hầu người hạ, nhưng mà là đồ chơi cho lão tri huyện thôi. Bọn tao dù gì cũng là quan, cai quản cả một cái vùng, cứ làm điều xấu thiên hạ lại rì rầm, nó không có hay." Nói rồi thì xỉu vào lão phú hộ đi lên nhà trên. Bốn tên gia đình thì kéo nương đang không mảnh vải che thân lên nhà trên mà tắm rửa, phục hồi cơ thể. Vì sắp tới thì cái việc thăng quan tiến chức của lão phu hộ sẽ phụ thuộc vào sự mềm mại của cơ thể người con gái xinh đẹp này. Cuối cùng người cũng đã đi hết. Trong gian nhà ba gian, tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng cầu khẩn của đôi vợ chồng già đang vang vọng khắp chốn. Hùng thì cũng chẳng khác là bao. Anh khóc trong cái sự tức giận, căm phẫn và tủi hổ, rồi ngất đi lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau, hai tên lính còn đang đứng ngồi vạ vật để canh chừng thì giật mình khi nghe tiếng của bà Sự: "Ông ơi, ông xuống đi, ông đừng bỏ tôi, ông dậy đi ông ơi." Chúng mới mở cửa mà xông vào. Trước mặt thì là cái xác đang đung đưa qua lại, còn bà Sự thì ôm phần chân của chồng mà gào khóc lên. Bỗng nhiên hai thằng gia đình có cảm giác dường như phần đầu đang tím tái của ông lão quay sang nhìn thẳng vào hai đứa chúng nó. Mặt ông Sinh trợn lên như sắp lòi ra ngoài, mặt mũi tím tái lưỡi lè cả ra. Hai thằng vẫn đang hoảng loạn không biết xử trí ra sao,
Bỗng cái vạt áo mục được đan lại, làm dây treo cổ của ông Sinh rách toạc ra, khiến xác của ông cũng theo đó mà rơi mạnh xuống nền nhà. Hên hai tên gia đình sợ quá, chạy một mạch lên nhà trên báo lại với Xỉu. Nó nghe được câu chuyện như vậy, nó mới chạy luôn xuống nhà dưới. Đến nơi thì mới tá hỏa khi phát hiện cả hai gian phòng đều không có ai, chỉ có xác của ông Sinh nằm cứng đơ trong gian nhà. Thằng Xỉu mới đập tay vào cột mà quát: "Mẹ cha chúng mày, sao ngu thế không biết? Sợ ma thì đóng cái cửa vào rồi chạy lên, chứ chúng mày để tơ hơ như thế, giờ chúng nó chạy mẹ nó hết ra ngoài rồi." Nói rồi hắn chỉ tay về phía cái xác lão Sinh, nói lại với hai tên kia: "Kìa bọn não lợn, không vứt cái xác đi còn dương mắt chó lên nhìn à, đem ném ra sông cho tao, nhanh đi." Hai thằng đó chỉ biết vâng dạ, chạy tới mang cái xác đi. Mỗi thằng bê một đầu mà nhằm về hướng bờ sông mà chạy. Khi đi đến cánh cổng nhà phú hộ thì chiếc khăn che mặt bị rơi ra. Khuôn mặt lão Sinh với đôi mắt trợn trắng, mặt thì tím tái, nhìn thẳng về phía tên gia đình, nở ra một nụ cười quỷ dị. Vài giờ sau thì lão phú hộ mới ngủ dậy. Thằng Xỉu liền chạy vào thông báo rằng Hùng và bà Sự đã chạy mất rồi. Lão Sinh thì treo cổ tự sát. Lão ném thẳng cái gậy vào người thằng Xỉu mà quát: "Cái thằng ăn hại, mày hốc lắm rồi, canh chừng hai đứa nó cũng để nó chạy mất được. Mau đi tìm bằng được hai người đó về đây cho tao. Mà thôi, giết luôn đi, không cần phải đem về cho tốn cơm tốn gạo. Mày mà không giết được nó, từ giờ đừng bao giờ mong gặp được đứa em gái mày đang trên kinh thành đó." Thằng Xỉu hoảng hốt, hắn liền huy động bốn thằng đi theo. Thằng Thân thì cũng được huy động. Tuy vậy hắn vốn chẳng coi mệnh lệnh của Xỉu ra gì, hắn còn tỏ ý là không phục. Nhưng mà hiện tại Xỉu đã là người hầu thân cận nhất của lão, thằng Thân đành mặc áo vào mà đi theo. "Loa loa loa, nhà phú hộ bị mất trộm. Ai thấy một người đàn ông đi cùng một người đàn bà khoảng tầm 60 tuổi, gầy gò ốm yếu thì bắt hoặc báo đến nhà phú hộ ngay. Ngày sẽ có thưởng 5 đồng cho ai tìm được. Loa 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 loa." Chẳng mấy chốc, hơn 20 người bao quanh hai thằng gia đình, ai cũng muốn lãnh được cái 5 đồng đó. Có được 5 đồng là coi như cả mấy tháng không cần lo cơm ăn áo mặc. Có người đàn bà mới chỉ tay về phía bờ sông mà nói: Khoảng cái giờ mão, tức là 6 giờ sáng đó anh em. Tôi vừa mới đi chợ cá về đó, thấy có hai người đang lấp ló ở căn chòi hoang ở phía cái mạng sông kìa, rất giống miêu tả của hai vị quan bác này." Chung nghe đến vậy, mặc kệ người đàn bà đang cúi đầu đưa tay nhận tiền mà tới tụ tập ở mạn sông. 6 người chia 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người phòng cái trường hợp nguy hiểm. Thằng Thân thì người gầy gò ốm yếu nên chẳng ai muốn chung nhóm với hắn, Xỉu đành phải nhận. Chung chia ra 3 hướng tạo thành thế gọng kìm. Trên đường đi tìm, bị cái thằng Thân lại nhảy bên tai nên thằng Xỉu tức quá vùng tay tát mạnh một phát vào miệng của nó. Hắn ta chẳng dám nói thêm gì nữa mà chỉ hằn lên những ánh mắt sắc lạnh: Tìm thấy thằng Hùng rồi, thằng Hùng đứng lại!" Xỉu bỏ mặc Thân chạy như bay tới nơi phát ra âm thanh. Tuy vậy là khi hắn đến nơi đó thì lại chẳng thấy ai. Ở nơi sông suối nhiều phù sa như thế này, cây cỏ mọc rất là cao, thậm chí còn mọc cao quá đầu người. Thằng Xỉu mới cầm con dao mà vừa đi vừa chặt cây để tạo đường. Bỗng hắn vấp phải vật gì đó, ngã lăn quay ra đất, mới bực mình mà chửi đồng: "Mẹ cha nó chứ, ngày con mẹ thì mà đen thế không biết nữa." Hắn vừa chửi xong, bò dậy lấy áo lau đi phần bụi, phần đất vừa dính lên mặt, làm hắn ta không nhìn thấy cái gì cả. Khi mở mắt ra thì trước mặt là đầu của hai thằng gia đình, cùng với cả đầu của bà Sự, vẫn còn đang rỉ máu. Ánh mắt trợn ngược lên, miệng thì há hốc, thân thể vẫn đang còn dần giật như muốn níu kéo lại cái sống. Thằng Xỉu hoảng sợ tột cùng, hắn run rẩy, cả cơ thể mồ hôi tuôn ra như tắm, đến nỗi chân như đóng băng, không thể đứng dậy mà chạy, nên đành phải chống hai tay ra sau, chân đạp về đằng trước mà từ từ kéo lê cả thân người lùi lại. Nhưng rất nhanh thì hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh. Dù gì mấy lần lão phú hộ sai giết người hiếp dâm thì đều có mặt hắn cả mà. Thằng Xỉu mới nhìn kỹ lại và thấy có một vết máu đang đi hướng về phía bụi cây to gần đó. Hắn cầm sẵn con dao từ từ bước tới. Ông Xỉu ơi,
ông đâu rồi đó? Thằng Thần thì lò dò bước tới mà nói: Đây tao đây. Mẹ nó chứ, thằng Hùng nó cắt đầu hai thằng kia rồi. Chắc là chúng nó cắt đầu con mụ già kia trước, rồi thằng kia cắt bay luôn đầu hai thằng nó. Mày bảo hai thằng còn lại quay về đi, không cần phải tìm nữa. Thằng Hùng nãy tao đâm nó ngã xuống sông chết rồi. Vừa nói thì Xỉu vừa chỉ ba cái đầu vẫn còn đang lông lốc dưới mặt đất kìa. Thần chỉ biết á khẩu lui về sau, rồi gọi hai tên còn lại cùng nhau trở về. Vừa về đến cửa thì thằng Thần mới chạy vào nhà. Khi thấy Phú Hộ đang nằm trên chõng, hắn ta mới nói: Bẩm ông, con đã làm theo đúng lời ông dặn, đã giết chết thằng Hùng và mộ sự rồi ạ. Tốt, ông cho mày lui. Nương chẳng hay tin cha mẹ và người yêu mình gặp chuyện. Nàng vẫn nghĩ rằng ngày nào mình còn hầu hạ lão Phú Hộ thì cha mẹ và người yêu sẽ còn được an toàn. Thế rồi chớp mắt nửa năm trôi qua. Hàng ngày thì lão Phú Hộ vẫn lấy nương ra làm trò thú vật. Thậm chí là vài lần khi lên nhà tri huyện thì lão ta còn đem cô theo. Dùng cái sự mềm mại của cơ thể người con gái xinh đẹp nhất vùng đang đến tuổi xuân thì để đạt được những thứ hắn ta mong muốn. Nương thì cứ mặc cho chúng hành hạ thể xác vì cô cũng quen rồi. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao gần đây có rất nhiều chuyện lạ xảy đến với nhà Phú Hộ. Từ hôm thấy cái xác ông Sinh là chúng chẳng dám bén mảng xuống gian nhà sau vào ban đêm nữa. Nhà Phú Hộ thì tuy là có hai khu vệ sinh, song khu nhà trên chỉ cho lão Phú Hộ hoặc những người thân cận với lão sử dụng. Còn đám gia đình nghèo hèn thì được xây một khu vệ sinh tạm bợ ở phía sau chính cái căn nhà ba gian cũ mèn đó. Tối đó có cái tên gia đình đang ngủ thì bị cơn đau bụng làm cho không thể nào ngủ tiếp được nữa. Hắn mới gọi người dậy đi cùng, nhưng mà không ai đi nên đành nhắm mắt nhắm mũi mà kéo quần chạy luôn xuống nhà vệ sinh khu sau. Vừa đến nơi thì mới tụt vội cái quần ra để tận hưởng được sự thoải mái. Thì hắn bỗng nghe thấy cái tiếng ho lên khù khụ phát ra từ phía trong căn nhà ngay trước mặt. Tiếng ho này quen lắm. Chợt hắn nhận ra nơi hắn đang ngồi chính là ngay sau gian nhà nơi ông Sinh đã treo cổ chết. Tên gia đình lúc này lạnh toát cả sống lưng, cứ nhấp nha nhấp nhổm, đầu đi quay sang tứ phía để nhìn xem có thứ gì xung quanh hay không. Tại cái thời điểm này thì dường như phản xạ của hắn được đẩy lên cao độ. Có lẽ là chỉ cần có một tiếng động thôi, hắn có thể kéo quần và chạy ngay lập tức. Nghe ngóng mãi thì âm thanh kia cũng không phát ra nữa. Hắn mới tự chửi thầm trong lòng: Mẹ nó chứ, cứ thần hồn nát thần tính, làm đéo thì có cái gì. Rồi đang định ngắt lá khoai để chùi thì bỗng nhiên nghe thấy cái tiếng loẹt xoẹt phát ra từ phía ngoài vườn, nghe như có người đang đi đến. Nó mới nói vọng ra: Thằng nào đấy, đừng có mà trêu bố. Nó vừa dứt câu thì đằng sau vang lên hai cái từ nhẹ nhàng nhưng mà đầy sự rùng rợn: Thằng Sinh. Gia đình nghe đến đây thì giật thót cả mình, kéo quần đứng lên quay lại phía đằng sau mà nhìn. Nó như chết sững khi trông thấy một bóng người ngồi xổm chồm hổm trên cành cây. Bóng người đó gầy gò, cứ lắc lư qua lại theo từng nhịp gió. Từ trên cái khuôn mặt đen xì xì của người kia nhoẻn ra một nụ cười đỏ lòm, nhăn nhở đến dị hợm. Thằng gia đình lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đang định quay người bỏ chạy thì từ trên cành cây bóng người nhảy phát xuống mà đứng lù lù ngay trước mặt nó. Chân tay nó bây giờ dường như cứng đơ, không thể nào cử động được nữa. Mắt nó thì mở trừng trừng nhìn về phía bóng người kia. Từ trong miệng của bóng người kia phát ra những cái tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Chợt bóng người đó cất lên một cái giọng nói âm u đến lạnh người: Chúng mày phải chết, phải chết, chết hết, chết giáo. Rồi lại cười lên khùng khùng. Thằng gia đình giờ hoảng sợ ứa cả nước mắt, miệng thì chỉ ú ớ được vài lời trong cổ họng thều thào: Tha cho tôi, tha mạng cho tôi mà. Rồi thằng này ầng ực lên mấy cái, dãy giụa mà quẫy đạp như muốn thoát ra khỏi cái thứ quái quỷ kia. Dãy được một lúc thì thằng kia buông thõng hai tay,
người cứ thế mà mềm nhũn chết tuốt. Sáng ngày hôm sau, không thấy bạn mình đâu thì có đứa nó mới hỏi: cái thằng Dần đâu nhỉ? Sáng nay phải đi kiểm muối mà đồn pháp đưa cho phố hộ đó, nó lại trốn ở đâu rồi chưa? Có đứa thì nói: hôm qua nó gọi tao đi cầu, mà lúc đó tao buồn ngủ quá nên kệ cha nó, hay là ngã xuống hố phân rồi. Qua kiểm tra xem nào. Cả đám gia đình cùng nhất tề mà hướng tới khu vệ sinh của nhà sau. Khi tới nơi thì chúng mới cậy những tấm ván gỗ lên thì mới nhăn mặt lại. Có đứa không chịu được mà nôn cả ra mật xanh mật vàng. Trước mặt chúng là hình ảnh thằng Dần đang nằm duỗi cả hai tay hai chân ra thành chữ X. Quần áo thì đã không còn, phần đầu đã biến mất. Trên người lại được chát những cái bảng phân màu vàng màu đen. Có chỗ lại lún sâu xuống vũng phân lỏng. Không những thế, còn có hàng trăm hàng nghìn con ròi đang đục khoét trên thân thể của thằng Dần. Chúng chủ yếu tập trung ở phần cổ, con nào con nấy to như cái ngón tay út của người trưởng thành vậy. Mặc dù ghê sợ đến như vậy, nhưng cả đám vẫn phải phân chia nhau ra mà lấy cái xác của thằng Dần lên. Phần vì không thể để xác nó nằm hôi thối như vậy, phần vì nếu không lấy lên thì sẽ không còn chỗ nào để mọi người có thể giải quyết nhu cầu được. Vì cái hố phân này khá là sâu, xác thằng Dần thì lại ở giữa hố, nên chúng mới lấy dây quấn xung quanh vài tên khác để thả xuống mà lấy xác. Cả đám chia nhau từng vị trí một, đứa thì kéo, thằng thì giữ dây. Bỗng có tiếng hét thất thanh từ lão phu hộ: chúng mày đâu rồi, thằng xỉu đâu? Mấy đứa đang giữ dây hoảng loạn thưa dạ vâng, liền bỏ hết dây đang kéo ra vì sợ lão phu hộ trách mắng vì gọi không có chạy tới, làm cho mấy đứa đang cầm tay cầm chân thằng Dần kéo lên rơi thẳng vào hố phân. Có đứa úp hẳn mặt chúng vào hạ bộ của thằng Dần. Cả đám mới kêu la oai oái, mới bèn mặc kệ lão phú hộ vì nghĩ rằng còn thằng xỉu. Cả đám lại tiếp tục kéo mấy đứa bị ngã vào hố phân lên. Còn xác thằng Dần thì đành mặc nó mắc ở cái nơi hôi thối, vì phân này đang ở dạng lỏng, vừa đặc nhưng mà lại vẫn long lỏng sền sệt như cái bát súp cua mà chúng nó hay nấu cho phú hộ. Và cứ thế thì xác thằng Dần từ từ mà chìm xuống, cho đến khi chẳng thấy bóng dáng của nó nữa. Mấy tên gia đình sau khi cứu được mấy cái thằng bị ngã đó thì liền chia thành hai nhóm. Một nhóm sạch sẽ thì lên nghe phú hộ sai bảo, còn một bên dính phân thì chạy ra giếng làng tắm rửa ngay. Vừa lên đến nơi thì chúng nó tá hỏa khi thấy lão phú hộ nằm sõng xoài trên mặt sàn từ bao giờ. Trước mặt tên phú hộ là đầu của thằng Dần đang nằm đối diện với khuôn mặt của lão ta. Quái dị ở chỗ đầu của Dần, mắt của nó dựng ngược lên, mồm thì ngoác ra, trông giống hệt cái xác của bà Sự và hai thằng gia đình xấu số mấy ngày trước. Lúc này mới có tiếng gọi của thằng Xỉu và cái tiếng ho khụ khụ của thằng Thân: mẹ, chúng mày sao đóng hết cửa cổng thế này, sáng ra không mở ra, đóng vào để tế bố chúng mày lên à? Có đứa mới chạy ra mở cổng, vừa thấy thằng Xỉu và thằng Thân trở về, chúng liền chạy tới lắp bắp: Ông Xỉu, ông Thân ơi, ngài phú hộ đang nằm đó đất rồi. Thấy vậy cả Thân và Xỉu cùng nhau chạy vào. Trước mặt hai thằng là cảnh tượng lão phú hộ với thân hình to béo nằm ngay trước cửa, đầu của lão đang hướng về phía cái đầu được đặt chính diện lối đi. Thằng Xỉu nó mới ra lệnh cho cả đám gia đình đưa lão phú hộ vào nhà trong. Sáu thằng mỗi người một đầu mà y ạch mới đưa được lão ta vào trong phòng. Con Xỉu và Thân chăm chú quan sát cái đầu kia. Thằng Xỉu đưa tay vào trong hốc khoang miệng kiểm tra, trong đó có một mảnh vải to màu nâu rách dưới, áng chừng đâu đó độ hai ngón tay. Thằng Thân thấy mảnh vải ấy mà mặt trắng bệch, mồm miệng há hốc, tay chỉ về phía mảnh vải mà thằng Xỉu đang cầm, nó mới lắp bắp: Ông Xỉu, đây chẳng phải cái mảnh vải mà lão sinh treo cổ sao? Mẹ nó, chẳng lẽ thằng già sinh nó quay lại à? Còn Sự quay trở lại báo thù à? Sao ông lại nghĩ như vậy? Mày có đần không đó? Cái mảnh vải được đút trong mồm tên Dần này so với cái áo mà lão sinh dùng để buộc dây treo cổ thì thế nào? Còn nữa, cái đầu thằng này bị cắt hoàn toàn giống y hệt so với cái cách bọn lính cắt đầu mụ Sự đó. Thằng Xỉu nói xong thì đứng dậy đi về phía căn phòng của nó. Đi đâu đó được vài bước chân thì quay đầu về phía đám gia đình đang túm tụm cho phòng lão phú hộ mà nói vọng:
chúng mày cứ đi làm việc đi, giữ lại hai người ở ngoài canh ấy thôi. Chập choạng tối, mặt trời dần lặn xuống khiến cảnh vật được bao phủ bởi một cái lớp màn đen. Lão phu hộ thì vẫn mê man chưa tỉnh dậy được. Cũng phải thôi, bị dọa một cách như vậy thì đến ngày thanh niên trai tráng cũng có thể đau tim mà chết, chưa nói gì đến lão già đã sắp sửa đến tuổi gần đất xa trời rồi. Hai thằng gia đình đang đứng canh gác ngay ngoài cửa phòng, chúng ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của lão phú hộ. Đừng cắt cổ ông, đừng treo cổ ông mà, ông biết sai rồi. Hai thằng gia đình mới chạy vội vào, trên tay chúng hãy còn tay dao tay gậy. Lão phú hộ có lẽ vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh dị, hãy vẫn còn chưa tỉnh táo, nên mới bật dậy khỏi chiếc giường mà quỳ lại hai tên gia đình, hắn mới mấp máy. Xin đừng giết tôi, đừng cắt, đừng treo cổ tôi biết sai rồi. Chúng mới thấy lão phú hộ quỳ lạy mình như vậy, còn nói những cái từ như thế, hoảng hốt mới vứt dao vứt gậy sang một bên. Bọn nó chạy tới đỡ lão phú hộ dậy, rồi chắp tay vào mà lạy lục. Lão phú biết mình vừa làm một cái hành động đáng xấu hổ, thẹn quá hóa giận, lão mới quát. Mẹ chúng mày, ông nằm mơ thấy cụ thân sinh của ông mới trở về, nên lạy lục như vậy đó, chúng mày cút ra ngoài cho ông. Hai thằng gia đình nghe lão phú quát thì mới chạy vội ra. Thằng xỉu nghe thấy tiếng của lão ta, từ từ đi đến phòng. Vừa thấy mặt thằng xỉu, lão phú đã quát to. Mẹ cái thằng xỉu, sáng nay mày đi đâu ông gọi không thưa, mày có biết là tí nữa cái đầu nó dọa chết tao không? Thưa ông, chẳng phải tối qua ông sai con với thằng thân sáng nay đi thám tính xem thằng lý trưởng thôn đoài biếu xén cái lão trì huyện thứ gì đáng bao nhiêu để ông biếu xén gấp đôi nhằm tranh cái chức tri huyện hay sao ạ? Thấy lão phú là chẳng nói thêm câu gì, thằng xỉu nó mới tiếp tục. Ông ơi, con e ông và mấy cái tên gia đình đang bị trả thù bởi oan hồn lão sinh và con mụ sự đó. Lão phú hộ chống tay sau lưng y ạch đi lại, đi được một lúc thì quay sang thằng xỉu mà nói. Ông cũng nghĩ như vậy đó, bản nãy ông mơ bị lão sinh và con mụ sự nó đuổi, người cầm dao, kẻ thì cầm dây treo cổ. Nhưng đối phó với mấy cái hồn ma bóng quế này thì không thể nào dùng gươm dao giáo mác được, mà phải dùng tới mấy cái thứ bùa phép gì gì đó của mấy gã thầy cúng thì mới trị được. Thầy cúng vùng này toàn cái hạng kém cỏi, chỉ biết bói gà bói vịt, kiếm đồng tiền của mấy gã rốt nát đần độn. Giờ mà nhờ mấy cái lão đó thì khác gì tao cũng đần độn, mà biết đâu lại làm tình hình thêm phức tạp chứ. Ông quả là một người học rộng hiểu sâu. Trên cái mạn Hà Bắc cách đây khoảng 110 dặm về phía tây bắc đó, có một pháp sư chuyên bắt ma trừ tà vô cùng tài diệu. Nếu mà ông đồng ý thì con và một người nữa sẽ lên nhờ. Chỉ e... Lão phú nghe thấy tên xỉu úp mở, lão ta khó chịu mới gắt. À, cái con mẹ à gì, nói nhanh lên ông nghe. Thằng xỉu mới nói tiếp. Chỉ e là đường đi lại xa xôi, cách trở, phải trèo đèo lội suối băng sông mới đến được ở nơi ở của cái người pháp sư đó. Hơn nữa chi phí để mời tới là vô cùng cao đó ạ. Cao là bao nhiêu? Khoảng 40 lượng vàng thưa ông. Tên phú hộ mới hoảng hồn, hắn từ từ lê cái thân hình to béo ra ngoài trõng, vừa đi lão vừa nói. 40 lượng vàng? Nhà ngươi muốn ta tán ra bại sản sao? Tiền đó tao tả chết chứ không thể nào tốn một đồng, một cắc để mà mời cái thằng pháp sư, pháp phùng gì gì đó về. Thôi, mày xuống bảo đám hầu hậu đi dọn cơm đi. Thằng xỉu mới vâng dạ, chắp tay rồi từ từ lui về sau. Chuyện mà làng quê Việt Nam, Nghiệt Ngã, tập cuối cùng. Từ khi mà cái thằng Dần chết trong hình dạng không toàn thây, thì đối với những người đang sinh sống trong căn nhà này, đêm tối là thứ gì đó quá đáng sợ. Đám gia đình mới tự bàn bạc với nhau là từ giờ mà đi vệ sinh ban đêm đó thì nhất định là ít nhất là phải đi từ hai đứa trở lên. Tối đó có hai thằng muốn đi vệ sinh, chúng mới gọi nhau dậy, mở cửa buồng rồi nhắm về phía nhà vệ sinh riêng của lão phu hộ mà tiến tới. Cứ từng đứa đi một, đứa còn lại đứng ngoài canh chừng vì sợ lão phu hộ hay thằng thân, thằng xỉu bắt được việc
chúng lén lút đi vệ sinh ở cái khu riêng của lão Phú. Bọn chúng thì mới nói chuyện cho đỡ sợ. Đứa đang đi ở trong nói vọng ra bên ngoài: "Này, mày nghĩ là cái thằng Dần nó chết là do ma hay là do người giết đó?" Cái thằng đứng ở ngoài thì đáp: "Mày hỏi đần quá vậy. Tất nhiên là ma rồi. Giữa cái đêm hôm thanh vắng không phải ma giết thì là gì nữa. Mà xong chưa ra canh cho tao đi, tao buồn đi cầu quá mà." "Ê ê, từ từ, đợi tao chùi đã chứ." Thằng ở trong thì mới đang dùng lá khoai đã chuẩn bị từ trước mà lau. Bỗng nó nghe thấy tiếng động như là có tiếng nước chảy ở bên ngoài. Nó mới nói: "Ê ê, mày không nhịn được mà đái ngoài đó rồi đó hả? Ô nhiễm quá mà." Chẳng thấy tiếng của bạn mình đáp lại, tên gia đình mới mở cửa nhà vệ sinh ra, tay cầm theo ngọn đèn dầu mà men theo đường đi lên gian nhà. Chẳng thấy bạn mình đâu nữa, nó mới thắc mắc: "Ô hay nhỉ, thằng này nó đái bậy xong thì đi đâu rồi chứ? Chẳng lẽ nó lên trước mà không đợi mình à?" Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ nó cũng chẳng muốn đi tìm. Khi mà cách chỉ còn vài bước chân là lên tới nhà trên thì nó mới lèm nhèm nhìn thấy có một cái đầu đang lấp ló từ phía sau bức tường. Nó mới cầm đèn dầu đưa về phía cái đầu đó rồi nói: "Chà tiền nhân mày chứ, bỏ ngay cái chó mất dạy nghe con. Đi đái xong lại chạy lên trước định dọa ông đó hả? Ông là ông biết tỏng rồi nha." Ánh sáng vừa đưa lên tới nơi thì thằng gia đình mới thấy đúng là bạn mình đang lấp ló cái đầu ra qua khỏi bức tường mà dọa. Nó đang bước tiếp lên định nắm tay mà cốc vào đầu thằng bạn mình thì chợt là nó thấy là lạ. Vì nó nói như vậy nhưng mà bạn nó chẳng đáp lại bất kỳ lời nào mà cứ chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Tên gia đình mới tức giận mà gắt: "Mẹ cha cái thằng Mão này chứ, cứ đứng đấy mà giả thần giả quỷ. Ông lại chặt đầu mày như thằng Dần hôm trước bây giờ chứ lị." Vừa nói dứt câu, có một thứ gì đó tròn tròn trông như quả bưởi lập tức phóng thẳng tới mặt của tên gia đình kia, khiến cho anh ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Đèn dầu thì đã văng sang một bên mà phát sáng le lói trong đêm đèn. Anh ta mới quát to: "À, cái thằng chó Mão này, mày dám ném quả bưởi vào mặt ông à?" Nói rồi cầm cái thứ được cho là quả bưởi lên, nhưng cảm giác không giống bưởi cho lắm. Nó nhờn nhớt trơn tuột. Đã vậy hắn còn cầm vào vị trí mà như là cái hốc để giữ ngón tay lại. Đưa từ đó về phía ngọn đèn dầu đang le lói, hắn mới hoảng sợ hét toáng cả lên: Đầu người, ma cứu tôi!" Tất cả đám gia đình, phú hộ, thằng xỉu, thằng thân đều chạy như bay ra tới nơi mà cái tiếng hét cất lên. Khi đến nơi thì bọn chúng mới ớn lạnh mà bịt mồm. Từ trong cuống họng chỉ cất lên tiếng rên khè khẽ. Trước mặt chúng là hai cái xác hãy còn nóng hồi hồi. Đó chính là thằng Mão và thằng Dậu. Quái dị ở chỗ ngón tay của thằng Dậu còn đang móc vào hốc mắt của thằng Mão. Trên cổ của thằng Dậu thấy một vết cứa phía đằng sau gáy. Cái vết cứa này khiến cho thằng Dậu chết mà cổ vẫn chưa lìa hẳn khỏi xác. Máu chảy ra từ phần đầu loang lổ khắp cả cái mảng vườn. Lão phu hộ mới cho mấy tên gia đình khác tới kiểm tra. Khi mà lật cái xác của thằng Dậu đang nằm sấp lại mà soi đèn dầu nhìn kỹ vào cái phần đầu đó thì cả đám á khẩu chẳng nói nên lời. Mắt hai thằng đều trợn trừng, mồm vẫn đang há to. Hai bên mép vẫn còn những vết rạch sâu đến tận mang tai. Bên trong mồm hai thằng được nhét vào đó hai cái mảnh vải vụn màu nâu, giống y hệt cái thằng Dần hôm trước. Chẳng ai bảo ai, bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong căn phòng của phú hộ mà trốn, mà ngủ. Tối đó cả đám chẳng biết ai chủ ai tớ, đều co rúm lại mà nhìn về phía cánh cửa phòng như đang sợ có hồn ma bóng quỷ mở cửa đột nhiên bước vào. Sáng sớm ngày hôm sau, ban mai hãy còn đang len lỏi qua kẽ hở của mái ngói mà len lỏi vào trong, thật khiến cho con người ta cảm thấy đầy dễ chịu. Tuy vậy những cái tên gia đình lại chào đón ngày mới bằng sự sợ hãi, hoang mang đến tột độ. Hôm nay thì bọn chúng phải dọn dẹp đống xác của hai tên hôm qua để lại. Cái phần máu chảy ra vườn dường như đã bị cây cối ở đó ngấm hết rồi. Sau khi gói vào trong cái chiêu cói thì cả đám mới mang ra sông mà ném xuống. Dọn dẹp xong xuôi thì chúng đi vào nghỉ ngơi ở phòng mình. Bọn chúng mới hoảng sợ rồi chạy ngay sang bên báo với thằng Xỉu.
chúng nói: Ông Sửu ơi, trên giường chúng tôi xuất hiện mảnh vải giống như trong miệng của cái thằng Dậu với thằng Mão tối qua đó. Chúng vội vàng lật đật đi vào phòng lão phú hộ, đi tới nơi lão nằm mà mò mẫm dưới gối. Một thoáng sau cũng tìm thấy một mảnh vải tương tự. Chúng mới lắp bắp: Sao đầu giường của ông Phú lại cũng có mảnh vải treo cổ của lão sinh chứ? Lão phu hộ hãy còn đang đương giấc mới bị tiếng ồn ào mà tỉnh dậy. Lão quát to: Mẹ cha chúng mày chứ, chúng mày muốn chết đó phải? Cút hết ra ngoài. Có đứa nghe tiếng chửi của lão, nó mới chỉ tay vào mảnh vải để ngay đầu giường, mồm thì méo sạch đi lắp bắp: Ông nhìn mà xem, kìa, chẳng phải mảnh vải treo cổ của lão sinh sao? Lão phu hộ nhìn theo đường chỉ tay, bất giác nhảy xuống giường mà chạy tới trốn sau lưng của cả đám gia đình. Thằng Sửu và thằng Thân cũng đi vào và kể cho lão về cái việc bản thân cũng bị đặt miếng vải treo cổ ngay đầu giường. Lão phu hộ nghe đến đó thì chẳng nói chẳng rằng đuổi hết tất cả đám gia đình và thằng Sửu, thằng Thân ra. Một lúc sau thì thằng Sửu nó nghe tiếng gọi của lão gọi vào. Hắn mới mở cửa đi vào. Thằng Thân ở ngoài không có được vào, úp tai vào cửa mà nghe lão phu hộ nói: Tao đưa cho mày 40 lượng vàng trong cái hộp này đây. Mày lên ngay trên cái mạn Hà Bắc, Hà Đông hay Hà Tây gì gì đấy, mời ngay cái đạo sĩ pháp sư gì đó về đây cho ông. Hắn mà giải quyết được mấy hồn ma này thì ông thưởng thêm cho mày mấy lượng. Ông khiếp con ma này quá rồi. À vâng ạ, để sáng hôm sau con lên được. Phiền ông cho con thêm vài đồng ăn cơm uống nước và con ngựa tốt, thêm cái thằng Thân nó đi theo con. Lão mới đáp ngay: Mai gì mà mai, xuống gọi thằng Thân đi luôn trong trưa nay, nhanh. Vâng thưa ông ạ. Thằng Thân bên ngoài nghe thấy vậy, trong đầu hắn đang nghĩ cách để có thể chiếm đoạt được 40 lượng vàng mà lão Phú giao cho Sửu. Hai thằng thì tận ban trưa mới lên ngựa đi về phía bắc. Dù gì thì đây cũng là xứ Đoài nên đường xá cũng thuận tiện, trường lựa trên đường đi đó thì cũng nhiều cái hàng ăn. Thằng Sửu với thằng Thân đi hết cả một ngày mới đến được bên bìa rừng. Trời thì chập choạng tối, chúng mới tranh thủ dừng chân mà kiếm nơi ẩn náu qua đêm. Hai thằng đi tới một dòng suối nhỏ, lợi dụng lúc mặt trời lặn chưa lặn đó, thằng Sửu mới cởi quần áo ra mà nhảy xuống suối. Một thoáng sau ngòi lên, vớt bộ tóc cho khỏi nhỏ giọt xuống mặt mà nói vọng với tên Thần: Mày ở trên đó trông chừng đồ đạc cho ông, cấm tay máy động vào đồ đạc đó, không nghe ông chém được tôi xác à. Thằng Thân thì ở trên bờ, nó nghe thấy lời hăm dọa của Sửu mà căm phẫn, trong đầu thì nảy ra một suy nghĩ tàn độc. Nó muốn trả mối thù bị chèn ép bấy lâu nay. Hơn nữa là cái số tiền 40 lượng vàng kia thực sự lớn mà, số vàng đó đủ cho nó sống cho tới trọn đời này. Nó mới giấu con dao trong người, từ từ trốn sau thân cây mà tìm sơ hở của thằng Sửu. Thằng Sửu tắm xong mới mon men lên bờ. Nhân lúc đang mặc quần áo thì thằng Thân từ trong gốc cây chạy ra, tay cầm thật chắc con dao, mặt nó long lên sòng sọc mà hét to: Đi chết đi thằng chó. Sửu nghe thấy tiếng hét đằng sau lưng mà giật cả mình, bật ra quay người lại, lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lưng thằng Sửu chảy máu. Sửu mới chắp tay cầu xin lắp bắp: Ông tha cho con xin ạ, gửi ông tiền vàng, ông tha cho con. Thằng Thân nghe thấy vậy ngửa mặt lên ngoác miệng ra cười, trong tiếng cười vang vọng nó mới nói: Ông đã để ý mày lâu lắm rồi đó, mày dám coi thường ông mà lấn chiếm tiền bạc của ông, ngoan thì cúi đầu xuống mà gọi một tiếng ông nội, không thì giờ này năm sau ngày giỗ của mày đó. Ông tha cho con. Thằng Sửu mới nói đến đó thôi thì bất giác trên mặt từng hàng nước mắt chảy ra. Hắn vừa dùng tay lau nước mắt, một tay ôm bụng, mồm miệng thì vẫn há toác ra: Mẹ sao buồn cười thế nhỉ, một thằng nghiện thuốc sắp chết như mày mà đòi dọa ông à. Mẹ nó, mày đi chết đi. Thằng Thân chỉ kịp chửi thế rồi chạy vào, mũi dao nhắm thẳng vào tim Sửu mà tiến tới. Tên Sửu thì chỉ giả vờ thôi,
tay cầm khúc củi, quay người sang một bên tránh được nhát đâm chí tử. Nó dùng lực vụt mạnh vào gáy thằng Thân, khiến thằng Thân gục xuống, chết ngay tại chỗ. Giết thằng Thân xong, thằng Xỉu nó chuẩn bị đồ đạc lên đường đi tiếp. Tuy vậy chẳng đi về phía cũ nữa, mà quay đầu đi về phương Nam. Xỉu và Thân đã đi tận hơn 3 tuần mà chưa có quay trở lại. Ngày nào lão phu hộ cũng trông ngóng hai đứa nó quay về. Bởi lẽ ngày nào lão cũng mơ thấy ông Sinh, bà Sự trở về đòi mạng mình. Lão rất là sợ. Lại thêm việc bọn gia đình đồng loạt đòi nghỉ việc, hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng tiền mà lôi kéo bọn nó ở lại. Tuy vậy đám gia đình vẫn muốn giữ cái mạng của mình hơn. Chúng đàm phán với lão phu hộ, yêu cầu được sử dụng cái nhà vệ sinh khang trang của lão ở cái căn nhà trên, đồng thời phải cho chúng ngủ chung trong phòng. Phú hộ tức lắm nhưng mà cũng đành vậy. Còn hơn là cả cái đám gia đình đi hết, thì chẳng biết chừng ngày nào hắn bị hồn ma của đôi vợ chồng kia giết chết mất. Lão ta nghĩ rằng chỉ cần đợi thằng Xỉu và thằng Thân về nhà, lão sẽ ngay lập tức đuổi hết đám gia đình sất sược này đi mà cho đám mới vào làm. Đêm, cả đám cả chủ cả tớ đang há mồm lên mà ngủ, thì trong cái đêm tối yên ắng vang lên thứ âm thanh đáng sợ. Nào là tiếng xào xạc của hàng cây xoài, tiếng mèo kêu gọi bạn, và cả tiếng ai gõ cửa cổng kia. Cả đám mới nhốn nháo cả lên làm đánh thức lão phu hộ. Bực mình vì đương giấc ngủ ngon lại bị thức dậy, lão ta mới chửi: "Chà bố, cái lũ chó nhà chúng mày, có để yên cho ông ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài kia." Có đứa mới thừa: Bẩm ông, ở ngoài kia có ai đang gõ cửa kìa ông." Lão Phú thì có tuổi rồi nên tính giác quán cũng chẳng còn nhạy nữa. Đưa tài hướng ra phía đám gia đình chỉ, lão mới miễn cưỡng nghe thấy tiếng gõ. Lão mới quay ra đám gia đình đang túm tụm với nhau vì sợ mà nói: "Chà tiền nhân, lũ chúng mày nữa, có người gõ thì ra mà mở đi, ở đó mà run như cầy sấy vậy." Bẩm ông, giờ này là giờ tí rồi, thì làm gì có ai đến mà gõ cửa nữa, trừ khi..." Lão ta mới nghe thấy là giờ tí, tim mới đập thình thịch, mồ hôi từ trán nó chảy xuống đuôi mắt. Lão Phú cay mắt đưa tay lên lau, mồm miệng thì lẩm bẩm: "Chúng mày chia nhau thành hai nhóm đứng canh cho ông ngủ, mai ông trọng thưởng cho." Lão bè nằm xuống nhắm mắt mà định bụng ngủ tiếp. Vừa nhắm được mắt vào nhau, lão nghe loáng thoáng tiếng của thằng Xỉu: "Ông Phú ơi, ông Phú ơi, là con Xỉu đây, ông mở cửa cho con với." Nghe thấy tiếng thằng Xỉu mà lão ta mừng như mở cờ trong bụng, mới quát đám gia đình: "Chả tiền nhân, cái bọn thần hồn nát thần tính, bọn già dái non hột, thằng Xỉu nó về, không ra mở cửa cho nó mà còn túm tụm lại với nhau. Mau ra mở cửa cho nó, nhanh." Cả đám gia đình mới sợ hãi mà đứng lên, mở cửa nhắm về phía cánh cửa mà tiến. Đang định nhất tề xông ra thì nghe tiếng lão Phú gọi vọng lại với giọng hoảng sợ: Chúng mày bỏ ông lại một mình đấy à? Ba thằng vào đây với ông, số còn lại đi theo nhau, mở cửa cho thằng Xỉu." Một thoáng sau đó, có tiếng thằng Xỉu từ cửa bước vào: "Bẩm ông, con về rồi đây ạ." Lão Phú nghe giọng thằng Xỉu ở sát bên rồi, hắn vứt ngay cái bộ chăn đang trùm kín mít trên người ra, ngồi thẳng dậy nói: Thằng Xỉu về rồi đó hả mày? Ông lạnh quá nên đắp chăn cho ấm. Đây là..." Lão ta đang nói thì nhìn thấy một dáng người to cao, mặc áo âm dương, đầu đội nón, đeo mặt nạ đang đứng sau lưng thằng Xỉu. Nghe vậy cái thằng Xỉu nó mới đáp: "Bẩm ông, đây chính là vị đạo sĩ nổi tiếng nhất vùng Hà Bắc, phải có duyên mới mời được đó ạ, không phải cứ có tiền là mời được đâu ông." Vị này là đạo sĩ mà mày nói sao?" Hắn nói rồi quay sang bên người vị đạo sĩ: "Người quả thật là đạo sĩ ở vùng Hà Bắc sao?" "Là tôi thưa ông." Vừa nghe được câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đanh thép, hắn mới phất tay ra hiệu cho đám gia đình ra ngoài. Bọn chúng vừa đi, lão ta liền nhảy xuống dưới đất, chắp tay mà lạy lục, mồm méo sạch đi mà nói:
Thưa đạo sĩ, tôi đang bị hai con ma độc ác làm hại. Do lúc trước tôi không giúp đỡ bọn chúng khi nạn đói đó, mà giờ chúng nảy sinh lòng oán hận, biến thành ma thành quỷ, tìm tới cơ ám hại tôi. Xin đạo sĩ cứu giúp cho. Vậy sao? Nếu quả thật như vậy thì ta sẽ giúp nhà người. Nhưng mà phải để trưa mai, khi mặt trời đương chính ngọ, lúc đó mới là thời điểm tốt nhất. Khi mà dương thịnh âm suy thì ta chỉ cần vài cái pháp thuật nhập môn cũng có thể xử lý bọn chúng rồi. Giờ ta cần chỗ để nghỉ ngơi. Lão phu hộ liền sai người ngoài dọn dẹp phòng ốc để cho đạo sĩ nghỉ ngơi. Tuy vậy nhưng lão ta vẫn có vẻ là hơi nghi ngờ cái người đạo sĩ mà tên Sửu mời về, vì lão thấy chất giọng còn khá trẻ, chỉ độ đâu đó 30 tuổi, dáng người thì cao lớn, thật chẳng giống cái đám đạo sĩ lòm dòm ở cái vùng này tí nào hết. Chính ngọ ngày hôm sau, lão đạo sĩ mới đi một vòng quanh nhà của lão phú. Đi được một đoạn thì ông ta chỉ tay về phía gian sau mà nói: âm khí tụ tập rất nhiều phía đó, ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang làng vàng, hầu hết đều là phụ nữ cả. Cá biệt có hai người đàn ông, người thì quấn sợi dây quanh đầu, kẻ mất đầu thì lại đang đi làng vàng tìm đầu của mình. Thành thật đi, chỗ này từng xảy ra những gì? Biết rằng lão đạo cũng đã biết được căn nguyên, phú hộ cũng chẳng giấu giếm mà ấp úng mới nói: Thưa đạo sĩ, tôi có giết vài người, đa số là phụ nữ. Tuy vậy thì hàng năm tôi vẫn đi cúng bái lễ chùa, mong giảm bớt tội nghiệp, cầu xin nơi cửa Phật cho các linh hồn kia được siêu thoát đó. Mong đạo sĩ thương tình hoàn cảnh thân thể già yếu, lại ở đơn bóng lẻ chiếc của kẻ tiểu nhân, mà rộng lòng giúp đỡ cho. Tiểu nhân sẽ trả công cho đạo sĩ số ngân lượng hậu hĩnh, chỉ mong... Lão đạo sĩ mới nghe xong, ông ta quay đầu về phía gian nhà cũ mà nói nhỏ: được rồi, ta sẽ giúp. Tránh vì lỗi lầm của người mà đời đời kiếp kiếp họ không được siêu sinh, con cái người cũng vì đó mà tán gia bại sản, chết dần chết mòn, chết đau chết đớn, như bị xẻo từng miếng thịt một. Nói rồi lão đạo sĩ mới đưa ngón tay lên mà bấm các đốt. Một tháng sau, hắn quay phát mặt lại về phía phu hộ hãy còn đang quỳ lạy mà nói: không, không ổn rồi. Pháp lực con quỷ này rất mạnh, vì nó là tập hợp của mấy mươi người chết ở đây. Ta e rằng phải có thêm một số thứ nữa mới đủ chấn áp con quỷ này đó. Thưa đạo sĩ, cần có những gì vậy ạ? Ta cần một bát cháo máu chó mực, một nhành liễu, một tấm vải đỏ, một người đàn ông trai tráng khỏe mạnh tươi xỉu, và quan trọng nhất là một người con gái tuổi đôi mười. Vừa dứt câu thì lão đạo sĩ bèn nói tiếp: chưa hết, vì pháp lực con quỷ quá là mạnh nên ta cần phải hiến tế hai linh hồn, một trai một gái kia, khiến cho chúng ở lại mảnh đất này mà bảo vệ ông. Tuy nhiên là trong cái thời gian mà ta thi triển đạo pháp đó, tất cả mọi người phải rời khỏi mảnh đất này ít nhất là 2 dặm. Chứ có ta, có ông, người đàn ông tuổi xỉu kia, thêm người phụ nữ nữa là tròn 4 người ở lại. Lão phu hộ nghe từ lời vị đạo sĩ rằng con quỷ quá là mạnh, hắn mới sợ hãi mà lắp bắp: Thưa đạo sĩ, vậy bao giờ người trấn áp con quỷ này giúp tôi vậy? Tối nay. Vị đạo sĩ rồi mới ném cho tên Sửu một mảnh giấy và ra lệnh cho hắn chuẩn bị những thứ được ghi trong đó. Tên Sửu dạ vâng mà chạy tới chỗ lão phu hộ hỏi: Bẩm ông, tuổi Sửu thì đã có con rồi. Vậy cái người con gái tuổi trăng rằm như vị đạo sĩ kia nói, chúng ta lấy ở đâu ra giờ? Lão phú nghe tới vậy mới cau mày: mày ngu quá vậy. Sập tối mày đi bắt mấy đứa con gái của bọn dân đen, cái giống đàn bà hèn mọn có bao giờ là thiếu. Vâng thưa ông. Tối đến, vị đạo sĩ mới lập ra một trận đồ. Hắn ta mặc đạo bào nhảy lên trên không trung lộn một vòng, tay trái cầm bùa, tay phải cầm kiếm gỗ mà múa. Lão phu hộ thì quỳ xuống lạy lục.
Một hồi thì lão đạo mới cầm cốc rượu lên, cho vào mồm rồi phụt thẳng vào lá bùa. Sau đó hắn vội vã quay lại về phía cánh cổng mà nói vọng: Thằng Sỉu, mày mang người con gái đó vào đây. Thằng Sỉu nghe lệnh, nó lập tức chạy một mạch từ cổng vào trận đồ. Vác trên lưng là một cô gái xinh đẹp, y phục đang mặc thì toát lên vẻ quyền quý. Tay bị trói mà không ngừng vùng vẫy, đầu thì vẫn bị tấm vải đỏ mà tên đạo sĩ đã ra lệnh từ trước che phủ rồi. Mau, ân ái với cô ta nhanh. Lão đạo sĩ mới chỉ tay về phía thằng Sỉu. Ngay tại đây sao? Thằng Sỉu nó hỏi trong sự ngạc nhiên đến tột cùng. Chưa còn gì nữa, phải ngay tại đây. Chính sự ân ái của các người sẽ làm ôi uế đi cái sức mạnh của con quỷ. Làm nhanh lên, phải làm thật mạnh tay. Cô ta càng đau khổ thì pháp thuật càng linh nghiệm. Nhưng phải nhớ, không được làm miếng vải kia rơi xuống, bằng không sẽ chẳng còn hiệu nghiệm đâu. Nghe thấy vậy, thằng Sỉu liền nhảy vào xé toạc bộ quần áo của cô ta. Hắn bóp lấy bầu ngực mà mân mê. Cứ như vậy thì ngay trước mặt lão phú hộ, một người phụ nữ đang bị tên gia đình của mình xâm hại. Nhưng mà lão thì chẳng thấy có một chút gì đó cảm thấy tội lỗi cả. Người phụ nữ tội nghiệp chỉ có thể kêu lên từng tiếng khè khẽ như đang bị thứ gì đó chèn vào trong miệng. Lão phụ nhìn mãi thì bỗng dường như tiếng kêu, cái tiếng rên khè khẽ đó đánh thức bản chất rầm rề trong lão. Lão ta chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa mà quay sang lão đạo, hãy còn đang niệm một loại chú gì đó mà nói. Thưa vị đạo sĩ à, tôi có thể được ân ái ấy, như cái thằng Sỉu không vậy? Có thể. Chỉ đợi có vậy mà thôi, lão ta liền lê cái thân hình to béo ì ạch mà đè lên thân hình nhỏ nhắn của cô gái kia. Lão ta mới đuổi thằng Sỉu ra. Mẹ cha mày, mày có thân hình đẫy đà lắm đó, để ông kiểm tra xem. Vậy là lão phu hộ và người con gái xấu số cứ như vậy mà ân ái. Phải đến khoảng một canh giờ sau, lão đạo mới ra lệnh dừng lại. Lão phu hộ đành buông bỏ cơ thể của cô gái tội nghiệp với vẻ đầy tiếc nuối. Cô ấy chẳng còn có thể nhúc nhích, vùng vẫy được nữa. Từ trong chiếc váy đỏ chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Tên đạo sĩ với nét mặt hốt hoảng mà chạy tới đẩy tên phu hộ sang một bên. Hắn ngã lăn ra sân. Đạo sĩ mới từ từ cởi bỏ tấm vải đỏ. Đằng sau lớp vải đỏ hiện lên một cô gái xinh đẹp. Miệng bị nhét tấm vải lấy từ dây treo cổ của lão sinh, khuôn mặt thì đã nhuốm màu máu tươi. Lão phụ hộ nhìn thấy khuôn mặt người con gái đó, lão bần thần một thoáng rồi mới gào thét: Hận con. Lão phú chạy thật nhanh đến bên xác cô gái mà gào khóc. Hắn từ từ quay ra phía đạo sĩ chửi: Mẹ cha mày, mày là thằng chó đẻ nào, sao bắt con tao? Vị đạo sĩ mới từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ. Đằng sau lớp mặt nạ là một người, khiến cho lão phụ á khẩu, chẳng thể nào nói thành lời. Thằng ngung, mày đã chết rồi mà. Tao chết rồi sao? Phải rồi, tao chết nên mới quay lại kéo theo mày đây, thằng chó phú hộ. Mẹ cái thằng chó, thật Sỉu, mày giết chết nó cho tao. Bịch, một cú đá mạnh vào lưng làm lão già phú hộ ngã dập đầu xuống đất. Máu từ trên đầu cứ ồ ạt mà chảy xuống. Định thần lại sau cú đá, lão phú hộ mới quát to: Chúng mày đã làm gì? Tại sao thằng Hùng còn sống? Tại sao thằng Sỉu đánh đào? Có phải chính chúng mày thông đồng với nhau giết hết đám gia đình để chúng xin nghỉ, bày ra trò giả thân giả quỷ khiến ông rơi vào cái bẫy này không? Thằng Hùng nó mới nói: Lão già cũng thật đáng khen đó, tao với Sỉu đã cấu kết với nhau, chính Sỉu là người tha chết cho tao để tao đi tìm em gái của ông ta và tìm tung tích con gái mày đó. Và chính tao là người đã giết ba thằng gia đình đáng chết đó, vì chúng đã hiếp dâm nương sống không bằng chết theo cái lệnh thối tha chó chết của mày. Trong khoảng thời gian 3 tuần thằng Sỉu nó nói đi mời thầy về, thì nó lên kinh thành bắt cóc con gái của mày từ nhà chồng nhân lúc nó đi một mình. Mày thấy kế hoạch của bọn tao cũng hay đó chứ.
Lão Tà mới quát: "Mẹ mày, thằng xỉu, tao kêu mang mày như thế nào? Con em gái mày cũng được tao cho lên kinh thành để nhà quyền quý nhận làm con nuôi mà. Mày Thằng xỉu mới nghe lão phú hộ nói, hắn đi tới cau mồm lại rồi nhổ một bãi nước bọt vào người tên phú hộ. Nó mới quát: "Kêu mang cái con mẹ gì, mày bắt tao về gán nợ của thầy U tao. Mày sử dụng tao là thứ tay mày chém giết người dân vô tội. Tao không làm thì mày đem em gái tao ra đe dọa. Tao nhổ vào mặt thằng phú hộ giả nhân giả nghĩa nhà mày đó." Hùng mới cởi bỏ bộ đạo bào, anh từ từ tiến lại chỗ lão phú hộ. "Tự tay hiếp dâm con gái của mình, đúng là dòng giống chó má mà. Nhưng mà sao mày ngu quá vậy? Tao có biết đạo pháp cái gì đâu. Chỉ cầm cái kiếm gỗ tao làm từ củi khô múa vài đường mà mày cũng tin tao làm đạo sĩ sao? Mày có thấy vị đạo sĩ nào bảo hiếp dâm một người con gái để làm ô uế sức mạnh của quỷ hồn không chứ? Ngu, ngu hết sức mà." Lão phú lúc này dường như chẳng nói hoài đến lời sỉ nhục của Hùng nữa. Hắn hai tay ôm đầu, gục xuống xác con gái duy nhất của mình mà khóc. "Không, không phải tay hại chết con đâu, hận con." "Còn không phải sao? Nếu lão già như mày không hiếp dâm nó thì đâu đến nỗi nó phải cắn lưỡi tự sát trong tức tưởi chứ. Bọn tao chỉ muốn cho mày hiểu cảm giác chính người thân mày bị hiếp mà thôi. Ai ngờ bản chất dòng máu dâm dê đê tiện của mày nổi lên, và đó chính là đứa con của mày đó." "Mẹ mày, cái thằng chó, ông sẽ ra lệnh cho đám gia đình giết chết em gái mày." Thằng xỉu nó mới nở ra nụ cười nham hiểm. "Ồ vậy sao? Lan ơi, ra đi em." Từ đầu cổng đi vào là một cô gái xinh đẹp, chính là Lan, người em gái mà thằng xỉu thất lạc bấy lâu nay. Thằng xỉu mới dùng tay nắm vào đầu lão phụ mà chửi: "Mẹ mày, kia có phải em gái ông không đó? Kia có phải người mày hiếp rồi đem bán cho lầu xanh hay không? Nói." "À, mà nói cho mày biết, thằng phú hộ đáng chết này, tao đã sử dụng cơ thể của đứa con gái cành vàng lá ngọc của mày để đám thường dân, thậm chí là cả an xin từ kinh thành về. Trong người con gái mày biết đâu lúc này lại mang dòng giống của mấy đứa thường dân mạc hạng mà mày hay chửi rủa khinh thường chứ. Mày còn nhớ mày dạy ông cái gì không? Mày bảo rằng con chó con mèo mà chết thì tốn vài đồng, còn cái thứ dân đen mọi hạng mà chết thì chỉ tốn có vài xẻng đất thôi. Nhớ không?" Lão phụ bế con gái mình trên tay, mồm lão méo sạch, những vết nhăn xô trên má ép cho nước mắt trào ra. Lão mới nói: Tôi biết sai rồi, tôi xin chịu chết. Nhưng xin các ông cho tôi hưởng cái phúc đó là đưa đứa con gái tôi yêu quý nhất đi chôn cất. Xin các ông." "Cũng được, tuy vậy mày phải điểm chỉ vào văn tự này và toàn bộ gia sản do mày cướp bóc của nhân dân trong vùng phải đem đi chia cho người dân. Tao và Hùng sẽ thề độc rằng sẽ tha cho mày tội chết đó." Lão phú hộ nhìn tờ văn tự mà rưng rưng nước mắt. Có lẽ đây là những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt muộn màng mà duy nhất ở cái tuổi gần đất xa trời lão mới có thể nặn ra được. Lão phụ đưa tay ra mà cắn. Từ trong tay lão từng đợt máu ứa ra rơi vào tờ văn tự. Lão điểm chỉ xong liền gục đầu xuống mà khóc tức tưởi. Chôn cất xong chính đứa con gái trong mảnh vườn của mình, lão ta ra bờ sông, nơi có bao nhiêu xác người mà đã từng giết, vứt xác ra đó. Tên phú hộ từ từ đi xuống con nước, dần dần, dần dần. Cuối cùng thì cũng kết thúc cuộc đời một tên ác bá ở trong vùng. Thằng xỉu đem bán hết của cải của lão, rồi cùng đứa em gái mình biệt xứ. Hùng và Nương lại bắt đầu lại sự hạnh phúc của lứa đôi. Hai người rời bỏ cái nơi đau thương này, đi về phía nơi mặt trời mọc. Và câu chuyện này đến đây, trọn bộ của
bộ truyện ma nghiệt ngã đến đây là kết thúc mất rồi. Không biết anh em cảm thấy như thế nào, chứ đọc tập 1, tập 2 thì tôi hy vọng là sẽ có một cái kết nó thỏa mãn được người xem. Nhưng mà đọc đến hết tập cuối này thì chả nhân văn cái con mẹ gì. Thật lòng với anh em luôn, tác giả tự nhiên làm quả quyết. Cái chuyện này nó rất là kiểu 18 cộng, nó có yếu tố NTR. Không biết là mình đọc có đúng không, NTR là kiểu men chính, vợ của men chính bị AA các thứ đấy. Đấy gọi là NTR. Nó vừa có yếu tố đấy, xong rồi cuối cùng cái màn trả thù của những cái nhân vật bên phe chính diện thì nó cũng mang tính là trá nhân văn cái con mẹ. Tôi vẫn phải thốt lên như thế. Nó kiểu như là kẻ ác làm gì chúng ta thì chúng ta phải làm lại đúng như thế. Kẻ ác ấy thì có khác con mẹ thì là kẻ ác đâu. Sau rồi cái nhân vật thằng xỉu cũng kiểu gây tranh cãi luôn. Lúc thì bên phe kia cũng, thằng xỉu nó cũng đã hiếp nương nhá. Và cái điểm mâu thuẫn ở trong chuyện này là Hùng không có bất kỳ một cái ân oán cá nhân nào với chính thằng xỉu cả, mà lại còn hợp tác với thằng xỉu để giải quyết lão phú hộ. Cái đấy là cái điểm vô lý lớn nhất trong cái toàn bộ cái bộ truyện này. Thì không biết là tác giả, chúng ta vẫn hy vọng là những câu chuyện ma nó rất là hay, và mình cũng hy vọng là sẽ có những câu chuyện ma nó có tính nhân văn hơn nữa của tác giả Ma Bóng. Đây là hai bạn trẻ mới sinh năm 2K3 thôi, thì các bạn rất là thích và đam mê chuyện ma. Thế nên là hy vọng là hai em trong tương lai sẽ có những cái bộ truyện nó rút kinh nghiệm từ bộ này nhá. Bộ này cá nhân tôi không thích bộ này một chút nào. Mặc dù là xong 3 tập rồi mới nói với anh em câu này. Và vậy thì bình luận của bạn như thế nào? Bạn có cùng ý kiến với mình hay không? Và bạn muốn gửi gắm đến tác giả Ma Bóng điều gì hay không? Thì nhớ comment ở bên dưới video này nhá. Và thêm nữa đừng quên like, và quan trọng hơn hết là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện ma còn hấp dẫn hơn nữa. Xin chân thành và cảm ơn các bạn đã luôn chú ý và quan tâm đến kênh của mình.